chương 101, trở mặt không nhận người quen. Trương Thục Phi lúc này đang lái xe đến trường trung học phổ thông Uất Kim Hương. Nhìn dòng xe đang kẹt cứng phía trước, Trương Thục Phi mất kiên nhẫn bấm còi, nhưng nhận lại là một tràn mắng chửi. Tâm trạng cô ta lúc này mang đầy trách nhiệm lẫn phân vân. Bởi vì lần này cô ta đi Uất Kim Hương không phải để tìm Trần Hữu mà đi đón Lạc Tú. Chuyện cô ta và Lạc Tú chia tay, mọi người trong nhà đã biết, Mẹ cô ta thế mà lại rất mực tán thành. Chỉ là ba cô ta lại lén gọi cho ba Lạc Tú, dù gì họ cũng là bạn học cũ, cũng có vài phần tình nghĩa. Vốn dĩ cũng chẳng có gì nhưng không ngờ ba của Lạc Tú lại cất công đi từ quê nhà xa xôi đến đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông đang ngồi trong nhà cô ta, còn cô ta đã bị ba mình yêu cầu đến đón Lạc Tú về nhà. Có thể thấy được ba Lạc vẫn rất đề cao cô ta, vậy nên mới cố sức phản đối chuyện này nếu không sẽ không chỉ mới nghe tin họ chia tay thôi đã xa xôi đến nhà trương thục phi trương thục phi có hối hận không rất hối hận bởi vì nhìn lại từ hôm nay lạc tú nhìn thế nào cũng có vẻ thành công hơn trần hiếu có tiền hơn có tương lai hơn chỉ là quan hệ giữa cô ta và lạc tú đã đến bước đường này rồi với cả cô ta cũng đã đồng ý hẹn hò với trần hiếu chẳng qua trương thục phi bây giờ cảm thấy có lẽ mình vẫn còn chút cơ hội dù gì ba lạc cũng đích thân đến rồi hơn cả lạc tú trước giờ đều rất nghe lời ba mình nếu ba lạc đã đứng ra hòa giải thì nói không chừng chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển nhưng phía trần hiếu lại không dễ dàn xếp cô ta lại còn từng lên giường với trần hiếu đến lúc đó phải giải thích thế nào với lạc tú đây vậy nên trương thục phi lúc này vẫn rất rối rắm nếu có thể thì cô ta không muốn từ bỏ cả hai bên nhưng cô ta cũng biết đó là chuyện không thể hôm nay cô ta nhất định phải có một quyết định dứt khoát cho đến khi xe sắp đến ướt kim hương, Trương Thục Phi cuối cùng vẫn quyết định xong. Lạc Tú, cách Lạc Tú đối nhân xử thế và cả tính cách của Lạc Tú là thứ mà Trần Hữu không thể so được, vậy mình vẫn chọn Lạc Tú thì hơn. Dù gì lần này có ba Lạc Tú đứng ra hòa giải, nếu không cho dù mình có hối hận cũng chắc chắn không có lấy một nửa cơ hội mất. Xong, trong ướt kim hương lúc này, Trần Hữu đang hơi ngạc nhiên mà nhìn cục trưởng cục giáo dục, thậm chí hơi nghi ngờ có phải mình đang nhìn nhầm không sao thế không phải anh muốn kiện cáo ai à bây giờ tôi ở đây rồi anh có thể nói rồi đó cục trưởng tuy đã già nhưng gương mặt vẫn rất nghiêm nghị đúng vậy thật ba trần hữu có chút quan hệ nhưng không đại diện cho việc ai cũng khuất phục dưới anh ta cục trưởng cục giáo dục từ trước tới giờ luôn là một người vô cùng chính trực đặc biệt là công việc liên quan đến giáo dục thế này ông ta càng coi trọng đức tính và phẩm hạnh của một con người hơn hết cục trưởng tôi bị đuổi việc thật rồi ư Trần Hữu không dám tin mà hỏi lại. "Đúng vậy?" Cục trưởng lạnh lùng gật đầu. "Tại sao chứ?" Trần Hữu gào lớn lên. "Tôi thua Lạc Tú ở đâu? Tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng, du học nước ngoài, trình độ và sự giáo dục tôi đã được nhận đều là tốt nhất. Anh ta thì sao? Đại học thường, thậm chí còn không có cả bằng nghiệp vụ dạy học nữa. Đến thứ đơn giản nhất là tố chất làm người anh còn không có mà còn muốn làm thầy giáo ư?" Cục trưởng lạnh lùng phê bình. Thế thì anh dạy những đứa trẻ này thế nào được? Dạy chúng nó dùng thủ đoạn bị ổi để hãm hại đồng nghiệp của mình ư? Hay là dạy chúng ỷ thế hiếp người? Anh còn liêm sỉ mà so sánh với thầy Lạc à?" Cục trưởng tỏ vẻ khinh thường với Trần Hữu. Thầy Lạc đứng ngồi nghiêm trang, làm việc rõ ràng, quang minh lỗi lạc, một kẻ tiểu nhân bị ổi như anh cũng có tư cách so sánh với người ta sao? Chuyện này đến đây thôi, hơn nữa anh không những bị uất kim hương đuổi việc mà tôi cũng sẽ báo lên bộ giáo dục đưa tên anh vào danh sách đen sau này không một ngôi trường nào được phép nhận anh cục trưởng cục giáo dục không nể mặt chút nào được được lắm các người đợi đó cho tôi trần hữu bị sỉ nhục trước mặt mọi người nhất thời lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu lập tức nhìn sang lạc tú một cách hung tợn họ lạc kia anh đừng đắc chí sớm quá tôi có quan hệ và nhân mạch có tiền có thế thì cho dù tôi không làm thầy giáo thì sao tôi vẫn có tiền còn có công ty còn anh chỉ có mấy đồng lương bèo bọt vài nghìn tệ mỗi tháng anh hả hê đến mấy thì bạn gái anh cũng bị tôi cướp mất rồi nhít biết tại sao thục phi đá anh để ngã vào vòng tay tôi chưa bởi vì anh nghèo trần hữu gần như vì muốn lấy lại sĩ diện mà bây giờ lôi cả chuyện trương thục phi ra muốn sỉ nhục lạc tú trùng hợp thay trương thục phi vừa đến nghe luôn cả câu nói vừa rồi vốn dĩ nếu Lạc Tú và Trần Hữu xuất hiện cùng một chỗ thì Trương Thục Phi sẽ thấy ngượng ngùng mới đúng. Nhưng ngược lại, cô ta đã chọn Lạc Tú. Thì lúc này vừa hay vạch rõ ranh giới với Trần Hữu trước mặt Lạc Tú, có thể vãn hồi hình tượng trong lòng Lạc Tú. Trần Hữu thấy Trương Thục Phi ở đây thì biểu cảm bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Không hành động nào mang tính đả kích hơn việc ôm Trương Thục Phi vào lòng trước mặt Lạc Tú nữa. Thậm chí có thể kéo theo Trương Thục Phi cùng sỉ nhục Lạc Tú. Thuộc Phi, em đến đúng lúc lắm, mau nói cho tên phế vật này tại sao em chia tay với anh ta, tại sao lại chọn anh đi. Trần Hữu cười khẩy, sau đó đưa tay ra kéo Trương Thục Phi vào lòng. Nhưng điều làm Trần Hữu hoặc chính xác hơn là tất cả mọi người không ngờ được đó chính là Trương Thục Phi lại giật tay mình ra khỏi tay Trần Hữu Sau đó lạnh lùng nói với Trần Hữu anh Trần, xin anh tự trọng. Thế này thì hơi ngượng ngùng và tự vả rồi. Đương nhiên cũng làm người khác thấy lạ đến cả lạc tú cũng ngây ra một lát. Trương Thục Phi, em có ý gì? Trần Hữu bối rối một lát rồi kéo lấy Trương Thục Phi. Nhưng Trương Thục Phi lại lập tức bước lui lại, đồng thời lạnh mặt nói với Trần Hữu Anh Trần, xin anh tự trọng một chút, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, mong anh đừng quấy rối tôi nữa. Bạn bè bình thường, Trần Hữu cười khẩy một cái. Chúng ta lên giường rồi mà vẫn bạn bè bình thường ư. linh 102, Ba Lạc anh cũng không xem lại mình là cái thá gì đi. Anh hơn lạc tú ở chỗ nào? Trương Thục Phi vừa nói dứt câu này, Trần Hữu suýt chút tối sầm mắt mũi mà ngã quỵ ra đất. Anh ta không ngờ vốn toàn kéo theo Trương Thục Phi cùng sỉ nhục lạc tú nhưng bất ngờ thay cô ta lại sỉ nhục anh ta trước mặt mọi người thế này. Trương Thục Phi, cô, Trần Hữu tức đến nỗi môi run lên lập cập, cả người cũng run bần bật theo. Tôi nói rồi, anh không bằng lạc tú điểm nào hết, sau này xin anh đừng quấy dày tôi nữa hiểu chưa trương thục phi sầm mặt biểu cảm như kiểu trở mặt không nhận người quen khiến trần hữu cũng cảm nhận được một lần đột nhiên bị người ta đá còn nữa tôi đến là để mời lạc tú đến nhà tôi dùng bữa câu này của trương thục phi lại đâm thêm một nhát thật mạnh vào tim trần hữu trần hữu lúc này muốn mở miệng nói gì đó nhưng diệp thánh đảo lại nói trước cậu chủ trần mặt có đau không cậu chủ trần này nếu tôi mà là thầy thì tôi đã leo lên tầng 28 rồi nhảy xuống, mất con mẹ nó mặt quá đi. Lưu Trí Cường cũng lạnh lùng chào phùng. Cút đi, chẳng khác gì phế vật. Hàn Phong cười khẩy một tiếng. Cút đi, Hàn Phong vừa nói xong thì có thêm nhiều người góp giọng vào. Cút, cả một lớp 12 số 3. Cút, cao đó là cả hiệu trưởng. Cút, thậm chí có vài giáo viên cũng tham gia. Tiếng hô hào như sóng vỗ, khiến người ta phải điếc tai trần hữu bỏ chạy hoảng loạn như con chuột bên vệ đường mãi đến khi chạy ra khỏi trường trần hữu mới để lộ vẻ mặt cực kỳ oán hận sau đó trần hữu rút điện thoại ra gọi đi một cuộc bao giờ anh đến sao thế vừa trùng hợp người mà nhà tôi sắp xếp chạy đến chỗ thông châu các cậu rồi hai hôm nữa tôi sẽ đi từ tỉnh hải đông sang thông châu vậy anh nhanh lên đến rồi thì giúp tôi giết một người trần hữu ác độc nói chuyện nhỏ ngắt cuộc gọi, Trần Hữu lúc này mới nắm chặt nắm đấm lại, sau đó không cam lòng mà quay lại nhìn cánh cổng của Uất Kim Hương. Lạc Tú, để ông đây xem mày có chết không, mày bản lĩnh tới đâu mà dám đối đầu với nhà họ sở ở tỉnh Lị chứ? Ở bên kia, sau khi Trần Hữu đi thì Tôn Huy Nam cũng sám mặt rời đi theo. Chỉ có Trương Thục Phi là vẫn nhìn Lạc Tú với ánh mắt mong đợi. Nhưng Lạc Tú vẫn như không nhìn thấy cô ta, xoay người dắt học sinh của lớp 12 phần 3 về phòng học lạc tú em đến mời anh đến nhà em dùng cơm nhưng lạc tú lại lạnh lùng từ chối không có hứng lạc tú em biết là em có lỗi với anh nhưng lần này không phải do em chủ động đến mà là ba anh bảo em đến ông ấy đang ở nhà em đó cô ta vừa nói dứt lời thì lạc tú cũng khựng lại sau đó quay đầu mạnh một cái rồi hỏi trương thục phi ba tôi đến đó thật ư trên mặt lạc tú lộ vẻ hơi kích động nếu hỏi trên đời này người anh quan tâm nhất là ai thì không nghi ngờ gì, chắc chắn là ba anh. Nếu không sẽ không có chuyện anh sinh tâm ma khi không có cách nào hồi sinh ba mình, vì chấp niệm này mà mãi không thể đột phá bước cuối cùng, cuối cùng bị Tam Đại Thiên Tôn tập kích mà mất mạng ở Thập Đại Hung trận. Từ lúc sinh ra, Lạc Tú chưa nhìn thấy mẹ bao giờ, gần như là do ba tự thân nuôi lớn. Đặc biệt là ở kiếp trước, anh đã tàn phế nhưng ba anh vẫn không bỏ rơi anh để cứu anh mà bán hết mọi tài sản mượn nợ lãi cao lạc tú vẫn còn nhớ căn nhà sập sệ bên cạnh đống rác ấy nơi đó vừa hôi thối vừa rách nát nhưng lại là nơi ngập tràn sự ấm áp sau khi anh tàn phế người đàn ông giả cội ấy vài năm sau cũng tóc bạc trắng đầu bóng lưng đã từng thẳng tắp cũng trở nên cong gập mang một chiếc áo khoác gai rách màu xanh mỗi ngày đều kéo theo một đống rác nhặt về có sắt vụn còn có cả bình nước khoáng sau đó gương mặt với đầy nếp nhăn ấy vẫn luôn nở nụ cười với lạc tú nằm thu lưu trong góc nhà. Mãi cho đến đêm giao thừa, pháo hoa và pháo giấy đang nổ rầm trời trong tiết mùa đông đầy tuyết, lạc tú đợi rồi lại đợi. Đợi đến 2 giờ sáng cũng không thấy người ba của mình trở về, đến lúc 3 giờ sáng, một thi thể lạnh băng bị khiêng vào nhà, trong tay người cha già vẫn nắm chặt một thứ gì đó. Nhưng bất kể là ra sức thế nào cũng không lấy ra được, đó là vài cái bánh cảo đã bị bóp nát, đã đông cứng lại hôm đó trước khi ra ngoài ba của lạc tú đã nói hôm nay giao thừa để ba đem bánh cảo về cho con lúc đó lạc tú đã bị đánh bại hoàn toàn thời khắc đó nước mắt lạc tú tuôn trào như mưa anh hận hận thế giới này tại sao lại tàn khốc và bất công đến vậy anh hận hận thế giới này tại sao lại lạnh lẽo vô tình như thế cũng vào ngày hôm đó trái tim lạc tú đã chết hẳn đó cũng là lý do vì sao ở giới tu tiên Lạc Tú lại độc địa đến cùng cực như vậy, gần như bị người ta xưng là ma. Chưa từng nương tay với bất kỳ ai, trở thành tiên tôn lạnh lùng vô tình. Cảnh tượng tay ba mình nắm chặt cái bánh khi đã chết trở thành ác mộng mà Lạc Tú mãi không bao giờ quên đi được. Vốn tính xử lý hết chuyện ở Thông Châu thì sẽ đi đón ba. Nhưng không ngờ ba anh bây giờ đã đến rồi. Vậy nên theo lẽ thường, Lạc Tú sẽ đi cùng Trương Thục Phi. Trên xe, Trương Thục Phi muốn nói lại thôi nhưng lạc tú ngồi đằng sau cả đoạn đường chỉ nhìn ra bên ngoài xe không phải lạc tú cố ý lơ trương thục phi mà là lần gặp ba tiếp theo này lạc tú có hơi mong đợi lẫn xúc động lúc này anh không hề có ý gì là muốn nghe trương thục phi nói hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại thì cho dù lúc này anh có muốn đi nữa cũng chưa chắc sẽ chịu nói gì với trương thục phi anh đã buông bỏ rồi trương thục phi với anh mà nói chẳng qua chỉ là một người không quen biết gì mà thôi còn về việc quay lại. Suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu Lạc Tú. Rất nhanh, xe đã đến dưới khu nhà của Trương Thục Phi. Xe vừa dừng xong, Lạc Tú đã vội vàng xuống xe. Sau đó bước nhanh đến trước cửa nhà Trương Thục Phi, bấm liên tục mấy hồi chuông cửa. Người mở cửa vừa hay là mẹ của Trương Thục Phi, lúc bà ta thấy Lạc Tú, trên mặt bà ta mang theo vẻ hơi mất kiên nhẫn và khinh bỉ. Trong mắt bà ta Ba của Lạc Tú tự tìm đến cửa rồi thì mình có thể đề ra những điều kiện không hợp lý. Dù gì trong mắt bà ta thì ba Lạc Tú tự tìm đến cầu xin mình gả con gái cho Lạc Tú. Vậy nên bà ta cũng không tỏ vẻ thân thiện với Lạc Tú làm gì. Thậm chí mẹ Trương Thục Phi còn chuẩn bị chào phúng Lạc Tú vài câu. Chỉ là bà ta còn chưa mở miệng thì Lạc Tú đã đẩy bà ta ra, sau đó không nhìn bà ta lấy một cái mà chạy sộc vào trong. Cậu xem đây là nhà cậu à? không có phép tắc gì hết. Mẹ Trương Thục Phi lập tức nổi nóng. Nhưng Lạc Tú lúc này không có thời gian để tâm tới bà ta. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa phòng khách nhà Trương Thục Phi. Trương 103, chuẩn bị mua nhà. Không nhắc đến chuyện trà nước thì thôi, một khi nhắc rồi thì sắc mặt Trương Thục Phi hơi lộ vẻ ngượng ngùng. Còn mẹ Trương Thục Phi thì nổi đoá ngay tức khắc. Nói thế nào thì lạc tú đến nhà bạn gái cũng không thể bần cùng đến mức chỉ mang theo mấy gói trà chứ. Đặc biệt là lần đầu nữa. Vốn dĩ mẹ Trương Thục Phi cực kỳ không xem trọng lạc tú, cho rằng một thằng nhóc đến từ huyện thành nhỏ đang trèo cao với nhà mình. Mà mẹ Trương Thục Phi lại vô cùng hám lợi, muốn câu rể là cá vàng. Vậy nên từ trước tới giờ bà ta luôn khinh khi lạc tú, thêm cả hôm nay ba lạc đến nhà, mẹ Trương Thục Phi càng cho rằng họ là muốn cầu xin mình hơn vậy nên bà ta đang tiện miệng muốn châm biếm chọc kháy vài câu nhưng vừa muốn mở miệng thì đã bị trương thục phi kéo lại về mọi thứ liên quan tới lạc tú trương thục phi đến giờ vẫn chưa nhắc chút gì với gia đình mình vì vậy mà mẹ cô ta không biết bên kia ba của trương thục phi là trương công minh thấy ba lạc nhắc chuyện lá trà thì cũng ngượng ngùng sao thế thằng con hư của tôi không đưa trà cho anh chị ư ba lạc thấy mọi người không nói gì thế là ngờ vực hỏi một câu Danh con này, mớ lá trà đó là là trà xanh thu hoạch trước tiết thanh minh đó, một lạng hơn sáu nghìn tệ, còn bán lấy xài riêng đấy hả? À? Ba lạc cố ý giáo huấn lạc tú với vẻ nghiêm túc. Mà lạc tú cũng không trả lời ba lạc ngay, chỉ là nhìn cả nhà Trương Thục Phi bằng ánh mắt mỉa mai, đứng quay mặt không để ba lạc thấy rồi khóe miệng kéo lên một nụ cười trào phúng. Bác nói lá trà đấy hơn sáu nghìn tệ một lạng ư. Người mở lời đầu tiên không phải mẹ Trương Thục Phi mà là Trương Thục Phi biểu cảm của Trương Thục Phi lúc này cho thấy rõ sự kinh ngạc tột cùng của cô ta. Hóa ra lần đầu Lạc Tú đến nhà họ không hề keo kiệt, hơn nữa còn rất hào phóng, thậm chí hào phóng hơn những gì họ nghĩ. Đúng rồi, bác nhờ bạn bác mang từ núi Nga Mi sang đó. Ba Lạc rất ư chắc chắn. Lập tức sắc mặt mẹ Trương Thục Phi cũng trở nên khác thường. Hơn 6.000 tệ một lạng, nếu đây là thật thì mấy túi trà lúc đó cũng phải 1kg chứ không ít thế không phải chúng đáng giá mấy trăm nghìn tệ hả? Thế mà họ lại đem vứt hết. Mặt trương công minh trước là bối rối, sau đó là rất khó coi, cuối cùng chừng mắt nhìn mẹ trương thục phi một cái. Lá trà giá trăm nghìn tệ thế mà cứ bị mẹ trương thục phi vứt bừa ra cửa sổ thế. Vô tri hết sức, mẹ trương thục phi bấy giờ mới hối hận làm sao, hơn một trăm nghìn tệ đó. Sớm biết thế cho dù không uống thì đem bán đi, ít nhất cũng bán được 7 đến 80 nghìn tệ đấy chứ. Trương Công Minh cũng rất hối hận nhưng vẫn phải ra mặt nói khéo. Đưa rồi, trà ngon lắm. Thế thì tôi yên tâm rồi. Ba Lạc cười hiền. Ông cũng không rõ chuyện giữa Trương Thục Phi và Lạc Tú lắm. Chỉ biết rằng Trương Công Minh đã gọi rồi nói với ông rằng Lạc Tú và Trương Thục Phi đang cãi vã muốn chia tay. Vậy nên ba Lạc mới vội vàng đến đây. Ông không lo gì mà chỉ sợ con trai mình ra ngoài học hư, phụ bạc với con gái ngoan nhà người ta. Đến giờ cơm, Trương Thục Phi nuốt vài ngụm rồi về phòng, còn Lạc Tú dứt khoát không đụng vào đúa. Chỉ có ba Lạc và Trương Công Minh vừa ăn vừa cười nói, mẹ Trương Thục Phi vẫn nghĩ đến chuyện lá trà. Lão Trương này, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, từ nhỏ đã không có mẹ, do tôi nuôi lớn hết, có lẽ là do tôi nuông chiều sinh hư, khó tránh khỏi làm sai vài chuyện. Bây giờ ở đây, nếu Lạc Tú có làm gì sai thì tôi đền tội với ông, hy vọng ông đừng trách cứ nó. Ba Lạc nâng ly rượu lên rồi nói lời xin lỗi với Trương Công Minh. "Đâu có, đâu có, thật ra một người trẻ như Lạc Tú." "Hừ, biết là tốt." Mẹ Trương Thục Phi đột nhiên chen ngang với giọng điệu mỉa mai, ngắt lời Trương Công Minh. "Không phải tôi lắm lời nhé, nhưng không biết những năm qua ông dạy con thế nào mà thằng bé này không lễ phép gì cả, hơn nữa nó còn không xem ai ra gì." Mẹ Trương Thục Phi bất mãn nói. Nếu là thường ngày nghe được câu này thì có lẽ Lạc Tú đã nổi đoá rồi Nhưng hôm nay thấy ba mình cũng có mặt nên Lạc Tú cũng không nói gì Mà ba Lạc cũng chỉ cười gượng Vâng vâng, về nhà tôi sẽ giáo dục lại thằng nhóc này đàng hoàng Đúng rồi, lão trương này, thật ra chuyện này tôi cũng hiểu rồi Có lẽ là cái vã giữa mấy đứa trẻ thôi, cũng không có chuyện gì lớn đâu Những người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng mong sao có thể bồng cháu sớm Lần này tôi đến cũng là vì ý này nếu tác hợp cho chúng sớm thì làm hôn lễ sớm luôn thôi. Ba lạc thấy ít nhiều cũng là cưới vợ cho con, vậy nên cho dù mẹ Trương Thục Phi có nói chuyện khó nghe mấy ông cũng phải nhìn. Thật ra chuyện này, tôi cũng. Chuyện này muốn thành cũng được, xe cộ thì tôi chưa nói, phải có một căn nhà trong thành phố mới dám mở lời đúng chứ. Mẹ Trương Thục Phi lại ngắt lời Trương Công Minh. Thục Phi nhà chúng tôi sống trong thành phố từ nhỏ, ông không thể nào bắt Thục Phi chúng tôi về huyện sống đấy chứ. Hơn nữa, chúng tôi cũng không chịu mất mặt vậy đâu, đến lúc đó hàng xóm láng giềng cười vào mũi chúng tôi mất. Mẹ Trương Thục Phi đanh mặt nói. Những lời này làm ba lạc hơi ngây ra. Nhưng ba lạc lại nghĩ thật ra cũng đúng, bất kể thế nào cũng không thể để con gái cưng nhà người ta chịu ấm ức đúng không? Chỉ là mua nhà trong thành phố ấy mà, ba lạc hơi khó xử, những năm nay ba lạc tần tảo làm lụng cũng tích góp được hơn 200.000 tệ. Nhưng lúc lạc tú quyết định đến Thông Châu, Ba lạc sợ lạc tú không làm nên trò chống gì nên không chỉ là 200.000 mà còn mượn đông mượn tây góp đủ 800.000 tệ, góp lại thành 100.000 tệ cho lạc tú khởi nghiệp, một. Nhưng mà số tiền này ba lạc cũng sẽ không đi đòi lại từ lạc tú đâu. Thế nhưng bây giờ ba lạc không những không có tiền mà còn đang nợ nần. Vậy nên nếu mua nhà ở Thông Châu thì có hơi khó xử rồi. Thế này đi, Lão Trương, ngày mai chúng ta đi xem nhà trước rồi tính, ông thấy ổn không? Ba Lạc tuy rằng khó xử nhưng cũng không từ chối. Dù gì Ba Lạc cũng là một người phất phác, hơn nữa cũng hiền lành, cảm thấy không nên đối xử tệ với con gái người ta. Chuyện cứ được sắp đặt xong xuôi như thế mà cả quá trình Lạc Tú không nói tiếng nào, có lẽ Ba Lạc không nhìn ra nhưng Lạc Tú biết rõ mẹ Trương Thục Phi cố ý làm khó họ. Với tính cách của mẹ Trương Thục Phi thì e là đang toan tính gì đó không hay. Ăn xong cơm tối, Ba Lạc cũng cảm thấy ở lại nhà người ta không tiện lắm làm phiền người ta. Vậy nên dắt Lạc Tú đi, định là ngày mai lại đi xem nhà với ba Trương Thục Phi. Lạc Tú đương nhiên đã chuẩn bị đưa ba mình đến Hải Thượng Minh Nguyệt ở. Chỉ là khi Lạc Tú vừa gọi xe xong thì lại bị ba Lạc dành trước, nói ra tên một nơi nào đó. Quẹo trái phải nhiều đoạn thì mới đến một con phố cũ, ánh đèn nê ông lấp lánh, bốn con chữ to đập vào mắt Lạc Tú. Khách sạn Đức Hưng, trường 105, anh ấy là ông chủ của tôi thấy tôi nói chuyện khó nghe hả? Thế ông mua đứt một căn nhà ở đây đi. Thiếu gì người theo đuổi con gái tôi, sao cứ phải là thằng con nghèo nàn của ông chứ? Kẻ theo đuổi con gái tôi ai mà lại không phải là con nhà giàu? Thậm chí còn có công tử nhà nguyên phó thị trưởng, Sao ra thì ông là gì hả? Con ông lại là cái gì đây? Mẹ Trương Thục Phi ôm cơn giận trong người, bây giờ thì mắng thẳng. Hơn nữa xem khắp nơi rồi mà ba lạc từ đầu tới cuối vẫn thấy đắt, không mua được, làm kế hoạch mua nhà trước của bà ta bị phá mất. Bà nói, tôi nói sao cơ, mẹ Trương Thục Phi trực tiếp ngắt lời ba lạc. Bộ con trai ông có nhà hay có xe hả? Xem hết một lượt rồi, đến một căn nhà các người còn mua không nổi thì sao tôi phải gả con gái cho các người? Nhìn lại cách ăn mặc của ông đi, rồi lại nhìn xem tính nết con trai ông đi. Một trăm nghìn tệ trên một mét vuông mà ông còn chê đất hả? Mua không nổi thì chứng tỏ ông nghèo mẹ Trương Thục Phi nói với ba lạc bằng giọng điệu khinh rẻ. Hơn nữa nơi này còn là sảnh chính của trung tâm, tuy bây giờ người ra vào không nhiều nhưng chỉ trích ba lạc trước mặt mọi người thế này đã đủ quá đáng rồi. Đừng nghĩ tôi nói chuyện khó nghe, nghèo thì phải biết rõ địa vị của mình, yên phận về quê cưới một cô nào ở đó đi, ông nghĩ con gái thành phố dễ cưới lắm sao? Còn có, chuyện mua nhà hôm nay mà còn không xong thì sau này đừng đến nhà tôi nữa, cho ông cơ hội rồi, do ông không biết trân trọng thôi mẹ trương thục phi chỉ vào mũi ba lạc rồi mắng chửi ba lạc là một người chân chất cũng không giỏi ăn nói bị mẹ trương thục phi nói thế thì đỏ lửa cả mặt nhưng không tìm ra lời nào để phản bác bà cô này bà nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy đột nhiên có một giọng nói vang lên mang theo sự bất mãn trương tử quân thật lòng không nhịn nổi người đàn bà này nữa hiếp đáp người khác quá đáng hơn nữa chọc một người thật thà tức đến mức này thì quá đáng lắm rồi đấy gọi ai là bà cô đấy, nói ai nói năng khó nghe, tôi nói chuyện không có lý sao. Ông ta muốn cưới vợ cho con thì không nên lấy ra chút thành ý à. Con gái tôi thiếu gì người xếp hàng theo đuổi, toàn là con nhà giàu cả, nhà ông ta từ huyện lên, vốn dĩ cho ông ta cơ hội rồi nhưng ông ta không biết quý đấy thôi. Không gả cho con nhà giàu thì ai mà đồng ý gả con gái cho một tên nghèo khố rách áo ôm đâu. Cậu trai trẻ, tôi nói này không phải nhưng những người trẻ các cậu cho dù có cạnh tranh chút thì làm sao. Cậu ta bây giờ lương 1.800 tệ một tháng, không ăn không uống muốn tích đủ tiền mua nhà cũng phải trăm năm đấy. Con trai ông ta có sống được đến lúc đấy không? Mẹ Trương Thục Phi không lung lay, vẫn chống nạnh nói. Mẹ Thục Phi, bà đừng xem thường người khác quá, tôi tin lạc tú nhà tôi sẽ thành công thôi. Ba lạc thật sự tức không hề nhẹ, nhịn nửa ngày cũng chỉ nặn ra được một câu như vậy. Này, bà đây nói một lần ở đây thôi, chỉ dựa vào thằng con trai bất tài kiệt sĩ của ông thì cả đời này có được bản lĩnh gì hả? Tự mình không bằng ai mà cha mình cũng không dựa hơi được, một căn nhà thôi mà cũng không mua nổi, ông nói tôi nghe có bản lĩnh gì. Tiểu chấp theo đuổi con gái tôi, nhà người ta có một căn biệt thự nhìn ra biển, giá hơn 10 triệu tệ, con trai ông lương cứng 1 tám thì ông tính thử đi mấy đời mấy kiếp mới mua nổi. Thành công hả, kiếp sau sau nữa cũng không được mồm miệng mẹ Trương Thục Phi quả thật ác độc. Hơn nữa bà ta thật sự không đề cao Lạc Tú, so với Trần Hữu thì Lạc Tú quá kém cỏi, không mua nổi một căn nhà thì kiểu người này nên độc thân cả đời. Ba Lạc bị mấy câu này làm cho tức điên, vừa hay lúc này Lạc Tú đã đến. Ba, Lạc Tú bước đến. Mẹ Trương Thục Phi lại khinh bỉ nhìn Lạc Tú, toàn mở miệng chửi rủa tiếp. Bỗng có người chạy đến trước mặt anh. Tổng giám đốc Lạc, sao anh lại đến đây? Trương Tử Quân giành nói trước. "Đây là ba tôi." Lạc Tú nhìn sang ba mình. Mà mẹ Trương Thục Phi cũng không điếc nên đương nhiên cũng nghe rõ câu Tổng giám đốc Lạc. "Cậu vừa gọi nó là gì?" Mẹ Trương Thục Phi hỏi. "Tổng giám đốc Lạc, đây là ông chủ của chúng tôi." "Ha ha ha, lại còn ông chủ của các cậu, cậu nhìn cậu ta có giống ông chủ không?" Bà ta lại mỉa mai một câu. Mời bà mở to mắt chó mà nhìn cho rõ. Trương Tử Quân cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Vốn dĩ đối đãi khách khứa thì Trương Tử Quân sẽ đều khống chế cảm xúc của mình. Nhưng một là vì chuyện vừa rồi mà có hơi ghét mẹ Trương Thục Phi, hai là bà ta lại mắng chửi ba ruột của ông chủ mình, đây là quá đáng đến cùng cực rồi đấy. Vậy nên Trương Tử Quân cuối cùng cũng hết nhịn nổi. Dùng đôi mắt chó của bà mà nhìn cho rõ, đây là ông chủ của chúng tôi, cũng là chủ của bất động sản cả cái vịnh Bàn Long này càng không phải người mà bà bảo rằng kiếp này hay kiếp sau đều mua không nổi một căn nhà cũng đúng mắt chó sao thấy được nơi cao cũng không trách bà được trương tử quân cũng mỉa mai lại một câu mẹ trương thục phi ngớ người ra ngay chẳng lẽ lạc tú là ông chủ của vịnh bàn long thật trương tử quân cười khẩy một tiếng sau đó lấy một cái hợp đồng ra đưa tới trước mắt bà ta mẹ trương thục phi suýt thì ngất ra sàn đến cả ba lạc cũng không dám tin nhóc con này chuyện này là sao? Ba lạc run cả tay. Hay, ba, ba cứ chịu cực thế mãi làm gì không biết. Lạc tú cười cười. Ba xem, sao lại mua nhà của con trai mình thế này? Ba nhìn mô hình nhà ở bên đấy đi, mấy nghìn căn đó thêm cả biệt thự đằng sau nữa, đều là của con trai ba hết đó, thích căn nào. Ba chọn đi, thích hết cũng không sao, còn giữ lại cho ba. Lạc tú cười. Rốt cuộc là sao, ba lạc vẫn không thể tin nổi. Về rồi con giải thích từ từ, tường tận sau. Lạc Tú cười cười. Những căn nhà đó đều là của cậu thật ư. Mẹ Trương Thục Phi bấy giờ mới hoàn hồn. Lạc Tú lại cười khẩy một cái, nhìn bà ta rồi nói. Audio điện tử võ tấn bền. Trương 105, anh ấy là ông chủ của tôi. Thấy tôi nói chuyện khó nghe hả? Thế ông mua đứt một căn nhà ở đây đi. Thiếu gì người theo đuổi con gái tôi. Sao cứ phải là thằng con nghèo nàn của ông chứ? Kẻ theo đuổi con gái tôi ai mà lại không phải là con nhà giàu? Thậm chí còn có công tử nhà nguyên phó thị trưởng, so ra thì ông là gì hả? Con ông lại là cái gì đây? Mẹ Trương Thục Phi ôm cơn giận trong người, bây giờ thì mắng thẳng. Hơn nữa xem khắp nơi rồi mà ba lạc từ đầu tới cuối vẫn thấy đắt, không mua được, làm kế hoạch mua nhà trước của bà ta bị phá mất. Bà nói, tôi nói sao cơ? Mẹ Trương Thục Phi trực tiếp ngắt lời ba lạc. Bộ con trai ông có nhà hay có xe hả? Xem hết một lượt rồi, đến một căn nhà các người còn mua không nổi thì sao tôi phải gả con gái cho các người? Nhìn lại cách ăn mặc của ông đi, rồi lại nhìn xem tính nết con trai ông đi. Một trăm nghìn tệ trên một mét vuông mà ông còn chê đất hả? Mua không nổi thì chứng tỏ ông nghèo. Mẹ Trương Thục Phi nói với ba lạc bằng giọng điệu khinh rẻ. Hơn nữa nơi này còn là sảnh chính của trung tâm, tuy bây giờ người ra vào không nhiều nhưng chỉ trích ba lạc trước mặt mọi người thế này đã đủ quá đáng rồi. Đừng nghĩ tôi nói chuyện khó nghe, nghèo thì phải biết rõ địa vị của mình, yên phận về quê cưới một cô nào ở đó đi, ông nghĩ con gái thành phố dễ cưới lắm sao? Còn có, chuyện mua nhà hôm nay mà còn không xong thì sau này đừng đến nhà tôi nữa, cho ông cơ hội rồi, do ông không biết trân trọng thôi. Mẹ Trương Thục Phi chỉ vào mũi ba lạc rồi mắng chửi. Ba lạc là một người chân chất, cũng không giỏi ăn nói, bị mẹ Trương Thục Phi nói thế thì đỏ lửa cả mặt nhưng không tìm ra lời nào để phản bác. Bà cô này, bà nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, mang theo sự bất mãn. Trương tử quân thật lòng không nhịn nổi người đàn bà này nữa, hiếp đáp người khác quá đáng. Hơn nữa chọc một người thật thà tức đến mức này thì quá đáng lắm rồi đấy. Gọi ai là bà cô đấy? Nói ai nói năng khó nghe? Tôi nói chuyện không có lý sao? ông ta muốn cưới vợ cho con thì không nên lấy ra chút thành ý à. Con gái tôi thiếu gì người xếp hàng theo đuổi, toàn là con nhà giàu cả, nhà ông ta từ huyện lên, vốn dĩ cho ông ta cơ hội rồi nhưng ông ta không biết quý đấy thôi. Không gả cho con nhà giàu thì ai mà đồng ý gả con gái cho một tên nghèo khố rách áo ôm đâu. Cậu trai trẻ, tôi nói này không phải nhưng những người trẻ các cậu cho dù có cạnh tranh chút thì làm sao. Cậu ta bây giờ lương 1.800 tệ một tháng, không ăn không uống muốn tích đủ tiền mua nhà cũng phải trăm năm đấy. Con trai ông ta có sống được đến lúc đấy không? Mẹ Trương Thục Phi không lung lay, vẫn chống nạnh nói. Mẹ Thục Phi, bà đừng xem thường người khác quá, tôi tin lạc tú nhà tôi sẽ thành công thôi. Ba lạc thật sự tức không hề nhẹ, nhịn nửa ngày cũng chỉ nặn ra được một câu như vậy. Này, bà đây nói một lần ở đây thôi, chỉ dựa vào thằng con trai bất tài kiệt sĩ của ông thì cả đời này có được bản lĩnh gì hả? tự mình không bằng ai mà cha mình cũng không dựa hơi được, một căn nhà thôi mà cũng không mua nổi, ông nói tôi nghe có bản lĩnh gì. Tiểu chấp theo đuổi con gái tôi, nhà người ta có một căn biệt thự nhìn ra biển, giá hơn 10 triệu tệ, con trai ông lương cứng 1 tám thì ông tính thử đi mấy đời mấy kiếp mới mua nổi. Thành công hả, tiếp sau sau nữa cũng không được, mồm miệng mẹ trương thuộc phi quả thật ác độc. Hơn nữa bà ta thật sự không đề cao lạc tú, so với Trần Hữu thì lạc tú quá kém cỏi không mua nổi một căn nhà thì kiểu người này nên độc thân cả đời. Ba Lạc bị mấy câu này làm cho tức điên, vừa hay lúc này Lạc Tú đã đến. Ba, Lạc Tú bước đến. Mẹ Trương Thục Phi lại khinh bỉ nhìn Lạc Tú, toàn mở miệng chửi rủa tiếp. Bỗng có người chạy đến trước mặt anh. Tổng giám đốc Lạc, sao anh lại đến đây? Trương Tử Quân giành nói trước. Đây là ba tôi, Lạc Tú nhìn sang ba mình mà mẹ trương thục phi cũng không điếc nên đương nhiên cũng nghe rõ câu tổng giám đốc lạc cậu vừa gọi nó là gì mẹ trương thục phi hỏi tổng giám đốc lạc đây là ông chủ của chúng tôi ha 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 lại còn ông chủ của các cậu cậu nhìn cậu ta có giống ông chủ không bà ta lại mỉa mai một câu mời bà mở to mắt chó mà nhìn cho rõ trương tử quân cuối cùng cũng nhịn không được nữa vốn dĩ đối đãi khách khứa thì trương tử quân sẽ đều khống chế cảm xúc của mình nhưng một là vì chuyện vừa rồi mà có hơi ghét mẹ trương thục phi hai là bà ta lại mắng chửi ba ruột của ông chủ mình đây là quá đáng đến cùng cực rồi đấy vậy nên trương tử quân cuối cùng cũng hết nhịn nổi dùng đôi mắt chó của bà mà nhìn cho rõ đây là ông chủ của chúng tôi cũng là chủ của bất động sản cả cái vịnh bàn long này càng không phải người mà bà bảo rằng kiếp này hay kiếp sau đều mua không nổi một căn nhà cũng đúng mắt chó sao thấy được nơi cao cũng không trách bà được. Trương Tử Quân cũng mỉa mai lại một câu. Mẹ Trương Thục Phi ngớ người ra ngay, chẳng lẽ Lạc Tú là ông chủ của vịnh bàn long thật. Trương Tử Quân cười khẩy một tiếng, sau đó lấy một cái hợp đồng ra đưa tới trước mắt bà ta. Mẹ Trương Thục Phi suýt thì ngất ra sàn. Đến cả ba Lạc cũng không dám tin. Nhóc con này, chuyện này là sao? Ba Lạc run cả tay. Hay, ba, ba cứ chịu cực thế mãi làm gì không biết lạc tú cười cười ba xem sao lại mua nhà của con trai mình thế này ba nhìn mô hình nhà ở bên đấy đi mấy nghìn căn đó thêm cả biệt thự đằng sau nữa đều là của con trai ba hết đó thích căn nào ba chọn đi thích hết cũng không sao con giữ lại cho ba lạc tú cười sốt cuộc là sao ba lạc vẫn không thể tin nổi về rồi con giải thích từ từ tường tận sau lạc tú cười cười những căn nhà đó đều là của cậu thật ư mẹ Trương Thục Phi bấy giờ mới hoàn hồn. Lạc Tú lại cười khẩy một cái, nhìn bà ta rồi nói. chương 106, diễn xuất. Hiểu nhầm. Ba Lạc cho dù cho lương thiện đến đâu đi nữa thì giờ phút này cũng cảm thấy mẹ Trương Thục Phi thật khó ưa. Thông gia ơi, nói tới nói lui thì đều là người một nhà cả, hay là tôi mời anh đến quán cà phê đối diện đường uống một ly cà phê, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, đừng làm người ngoài ở đây cười nhạo nữa nhé mẹ trương thục phi bây giờ rất chi hối hận sao lạc tú với ba lạc không nói tiếng nào mà đột nhiên trở thành nhà giàu vậy hơn nữa bà ta còn lén gửi tin nhắn cho trương thục phi kêu trương thục phi mau đến đây chí ít trương thục phi đến rồi nũng nịu vài câu với lạc tú thì có lẽ chuyện sẽ qua dễ dàng ba lạc lúc này cuối cùng cũng nhìn lạc tú để tỏ ý rất rõ ràng là đang hỏi ý lạc tú chuyện này con tự quyết định đi lạc tràn đương nhiên hiểu ý ba mình Thế là Lạc Tú mở lời. "Ba, con và Trương Thục Phi đã chia tay rồi, chuyện này cũng qua rồi, ba đừng nhúng tay vô nữa." Ý của Lạc Tú rõ ràng là chuyện này đã kết thúc, không còn cơ hội cứu vãn nữa. "Này, Lạc Tú, nhóc con cậu thật là, người trẻ tuổi không tránh khỏi cái cá, tôi và chú Trương tới giờ cũng hay cãi nhau lắm, cậu đừng giận Thục Phi, tôi đã thông báo cho con bé đến xin lỗi cậu rồi." Công phu mặt dày của mẹ Trương Thục Phi đã đến mức có thể dùng để làm nồi đun nước. Hừ, tối qua rõ ràng bà không nói thế đâu. Lạc Tú cười khẩy. Sau đó tiếp tục nói, con gái bà quốc sắc thiên hương, tôi không xứng, với cả nhà tôi nghèo, không cưới nổi. Lạc Tú, sao tính cậu cứng nhắc thế, nhưng mà tôi lại thích cậu. Đủ rồi, Lạc Tú lạnh lùng ngắt lời bà ta. Chỗ này không hoan nghênh bà, mời bà. Cút, Lạc Tú đã không còn kiên nhẫn nữa. Họ Lạc kia, cậu có gì hay ho hả? Mẹ Trương Thục Phi cũng nổi nóng. Cho rằng có tiền là cưới được vợ hả, tôi cho cậu hay, cậu đừng hối hận, con gái xinh đẹp như thuộc phi nhà tôi cậu tưởng cậu còn tìm ở đâu được ư? Lạc Tú, sao anh lại ở tòa kinh doanh? Đột nhiên từ cửa bước đến một cô gái với thân hình cao gầy, khí chất cực kỳ thanh cao, nhất cử nhất động cũng mang theo sự đẹp đẽ bẩm sinh. Đặc biệt là gương mặt, đúng là một cực phẩm đích thực. Chỉ cần cô ấy xuất hiện thì sẽ thu hút ánh mắt mọi người. Cô gái đó chính là Lam Thục Đoan. Chuyện linh dị. Tôi đến tìm ba tôi. Lạc Tú trả lời đơn giản. Lam Thục Đoan nghe xong thì đầu nhảy số ngay. Ngay lập tức, đầu cô ấy xoay số xoành xoạch, rồi chỉnh đốn lại tư thái của mình, bước đến đứng trước mặt ba Lạc với tư thế đoan trang nho nhã nhất. Sau đó đưa tay ra nắm tay ba Lạc, nở nụ cười nho nhã nhưng không kém phần thân thiết. Sau đó ngọt ngào cất giọng. Chào chú, cháu là Lam Thục Đoan, là bạn của Lạc Tú nhà chú ba lạc bị lam thục đoan làm choáng ngợp, sau đó đột nhiên có cảm giác như càng nhìn càng thấy con dâu mình thuận mắt. Còn cô đây chắc là mẹ anh ấy nhỉ, lam thục đoan hiển nhiên đã hiểu nhầm. Lạc tú nhà cô yêu tú lắm ạ, à. hơn nữa còn được lòng cánh chị em, cô ơi, hay là cô về nói lại với anh ấy, chứ cháu theo đuổi anh ấy mãi mà anh ấy cứ không quan tâm tới cháu. Lam Thục Đoan muốn dựa vào công kích bằng cảm xúc để có được sự đồng tình. Nhưng cuối cùng lại là lợn lành chữa thành lợn que bởi vì mẹ trương thục phi ban nãy vừa mới mỉa mai lạc tú tìm không được bạn gái hơn nữa còn khoe khoang con gái nhà mình đẹp tới đâu nhưng chớp mắt lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp đến nỗi bà ta cũng phải tâm phục khẩu phục nói rằng cô ấy đang theo đuổi lạc tú câu nói của lam thục đoan vốn chỉ là vô tình nhưng không khác gì tát cho mẹ trương thục phi một bạt tai điều này làm mẹ trương thục phi xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả tai bà ấy là mẹ của trương thục phi lạc tú vội mở miệng nói sợ Lam Thục Đoan lại nói bậy gì đó. Ơ, ờ, Lam Thục Đoan vội bước lui lại. đương nhiên cô ấy biết Trương Thục Phi là ai. nhưng cho dù là vậy, Lam Thục Đoan vẫn hào phóng nói. ngại quá cháu gọi nhầm. con gái cô trước kia may thật đấy, có được một người bạn trai ưu tú như vậy. Lam Thục Đoan cũng không biết có chập mạch thần kinh sợi nào không mà đột nhiên nói một câu như vậy. nhưng một câu này lại làm mẹ Trương Thục Phi tức đến nỗi muốn nổ cả phổi. Mẹ Trương Thục phi vội vàng quay đầu chạy ra ngoài. Cô cố ý đúng không? Lạc Tú trợn ngược mắt với Lam Thục Đoan một cái, anh không tin Lam Thục Đoan không nhìn ra. Hi hi, chú, chú thấy diễn xuất của cháu thế nào? Lam Thục Đoan làm nũng với Ba Lạc. Việc này làm Ba Lạc thấy buồn cười, ông bèn cười phá lên. Sau đó Lam Thục Đoan bắt đầu tán gẫu với Ba Lạc, dù gì Lam Thục Đoan cũng là diễn viên, Ba Lạc nào có phải đối thủ của cô ấy mới vài ba câu đã bắt đầu có thiện cảm với lam thục đoan cảm thấy cô gái này mới là người thật sự xứng đáng với con trai mình lúc này trương thục phi cũng đến sau khi bước vào thấy ba lạc xong thì chào hỏi một tiếng lại vờ như không thấy lam thục đoan nhưng thấy cô ấy nói chuyện cười đùa với ba lạc thì trong lòng cũng ganh ghét lạc tú em và trần hữu không có gì thật hơn nữa lúc trước do em quá sốc nổi chúng ta làm lại từ đầu được không em thừa nhận trước kia em có hơi hám lợi nhưng em có thể sửa được trương thục phi rất hối hận rất muốn giữ lạc tú lại trương thục phi cô hiểu nhầm rồi từ trước đến giờ tôi không thấy việc cô mong muốn có một cuộc sống xa xỉ thì có gì sai dù gì thì đây cũng là tự do cá nhân của mỗi người có thể theo đuổi thứ mình thích tôi không cho rằng như thế có gì là sai hơn nữa những thứ cô muốn tôi cũng có thể cho cô nhưng tôi không muốn trương thục phi chuyện đã qua rồi tôi muốn giữa chúng ta không còn qua lại nữa chúng ta cùng lắm xem như người từng quen thôi, cũng chỉ có vậy, mời cô đi cho. Lạc Tú nói vài câu này rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi một câu đều làm Trương Thục Phi nhớ lại mọi khoảnh khắc mình đã từng xem thường Lạc Tú trước kia như thế nào. Tôi của ngày xưa cô không thích để tâm. Tôi của bây giờ cô với cũng không tới. Lạc Tú chỉ có ý này, không còn gì khác. Nhưng Lạc Tú biểu đạt một cách từ tốn mà thôi. Sau khi Trương Thục Phi rời đi, Lam Thục Đoan đã xử lý xong ba lạc nhóc xanh này con bé nói muốn đưa ba đi dạo quanh sau đó mời ba dùng bữa con đi chung đi ba lạc đột nhiên nói điều này làm lạc tú thấy khó hiểu sao ba mình lại thân với lam thục đoan nhanh thế sau đó lạc tú như thành người ngoài cuộc giống như ba lạc với lam thục đoan mới là người một nhà lạc tú lái xe ở đằng trước hai người họ ngồi phía sau vừa nói vừa cười đến trung tâm thành phố phồn hoa Lam Thục Đoan kéo Ba Lạc đến trung tâm thương mại mua đồ bằng được, cuối cùng Ba Lạc cũng trốn ra. Chủ yếu là do đồ quá đắt. Sau cùng, Lam Thục Đoan vẫn kiên quyết mua đồ cho Ba Lạc, Ba Lạc miễn cưỡng đồng ý, sau đó một hàng người đi lòng vòng rồi đến một cửa hàng quần áo sát bên chợ. chương 107, Tứ Gia Nhà hàng Hào Thái, nhà hàng này đứng tên bởi cậu chủ nhà họ Lưu, nó nằm ở một nơi không xa phố đi bộ của trung tâm thành phố, bởi vì lượng người lưu hành rất nhiều và đẳng cấp chi tiêu cực cao, có thể nói là nhà hàng khá có tiếng ở Thông Châu. Quan trọng nhất là nghề kinh doanh của nhà hàng này cực kỳ cao, tổng lợi nhuận mỗi năm gần như hơn 40 triệu tệ. Thậm chí là một trong những sản nghiệp quan trọng của nhà họ Lưu. Từ việc cậu Lưu tự mình đến quản lý nhà hàng này cũng có thể nhìn ra nó quan trọng thế nào với nhà họ Lưu. Nhưng vì mức chi trả cho dịch vụ ở đây quá cao nên người bình thường không đủ sức vào vậy nên có thể đến đó tiêu tiền thì thường là những cậu ấm hoặc và con nhà giàu bởi vì đoàn phim lần trước tổ chức tiệc đóng máy ở đây nên lam thục đoan rất quen thuộc với nơi này lam thục đoan đưa theo cha con lạc tú vào bên kia đã bị cậu lưu nhìn thấy nên cậu lưu vội vàng gọi cho trần hữu anh không nhìn nhầm đấy chứ tôi chắc chắn mà cậu lưu vẫn ở tầng cao nhất nhìn qua cửa sổ kính sát đất mà quan sát đám lạc tú vừa bước vào vậy được nếu đã đến địa bàn của anh rồi thì anh giúp tôi dạy dỗ thằng nhà quê đó một lần ra trò đi lần này không để anh uổng công giúp tôi đâu trần hữu ở đầu bên kia điện thoại hung tợn nói được anh yên tâm cậu lưu đồng ý rất nhanh dù gì thì trần hữu đã nói là không để mình giúp không công đúng rồi nhắc anh cái này tên nhãi đó có qua lại gần gũi với vài tên con nhà giàu với con trai thị trường trần hữu nhắc nhở ở đầu kia điện thoại không sao đi đường hợp pháp không được thì mình đi bất hợp pháp." Cậu Lưu cười khẩy, "Nhà hàng này của anh ta có thể bình an vô sự tồn tại ở trung tâm thành phố đều là nhờ quan hệ trên mặt pháp lý được xử lý cực kỳ tốt. Hay là quan hệ với mấy tên xã hội đen xung quanh cũng tốt, một. Gần như năm nào cũng trả khoảng 5 triệu tệ cho bên đó để bảo kê. Đến đời này thì vừa hay không có tên già kia đến đòi chia chắc hay ép giá, vậy nên hình thành được một vài thế lực nhỏ những thế lực nhỏ này đương nhiên không bằng những ông máu mặt ở Thông Châu, nhưng đối phó những kẻ bình thường thế này thì dư sức. Ví dụ như từ Tứ Bảo kê cho nhà hàng Hào Thái này, người đời gọi Tứ gia, chính là chỉ thế lực này, đàn em của hắn có khoảng năm đến 60 người, mấy ông lớn không chiếm đóng đến trung tâm thành phố ở Thông Châu này thì có thể nói hắn là tay máu mặt ở đây. Chỉ cần không đắc tội với đám ông lớn ở Thông Châu thì ở đây không ai dám đụng vào Tứ gia thật. Vậy nên cậu Lưu rất có lòng tin cho dù Lạc Tú có quan hệ rộng như thế thì sao? Tìm đại một lý do rồi đánh úp Lạc Tú một trận cũng dư sức. Hơn nữa, với sự dặn dò của Trần Hiếu, cậu Lưu thật ra cũng không để tâm lắm, Lạc Tú suy cho cùng cũng là một thằng nhà quê, cho dù quen biết những người đó đi nữa thì cũng chỉ là quen biết mà thôi. Cơ bản không tính là gì. Tiếp theo đó, cậu Lưu dập máy, rồi nở nụ cười gọi một phục vụ đến. Dặn dò vài câu bên tai người phục vụ, sau đó lại gọi cho tứ ra một cuộc, xem như chào hỏi trước. Cuối cùng, cậu Lưu cười nham hiểm mà vọc điện thoại, anh ta đã chuẩn bị cho Lạc Tú một vở kịch hay, tối nay, vở kịch này sẽ vô cùng đặc sắc. Mà Lạc Tú đương nhiên không biết mình đã bị người ta để ý, nhưng cho dù có biết đi nữa thì Lạc Tú cũng không hề sợ sệt, chỉ nghĩ mấy tên hề phiền phức này lại ra diền trò đây mà. Vào nhà hàng, tầng 3 là tầng văn phòng với nhà bếp thì còn lại tầng 1 và tầng 2 cực kỳ rộng rãi, còn có phòng bao riêng. Lam Thục Đoan chọn một phòng chữ thiên ngay với phục vụ, sau đó đưa Ba Lạc và Lạc Tú cùng vào. Với một cô gái thông minh như Lam Thục Đoan thì đương nhiên cô ấy nhìn ra Lạc Tú rất quan tâm ba mình. Vậy nên bây giờ Lam Thục Đoan đang hết lòng hết sức lấy lòng Ba Lạc. "Chú Lạc, đây là thực đơn, chú nhìn xem chú thích ăn gì." Lam Thục Đoan đưa thực đơn được trang trí rất đặc sắc sang cho Ba Lạc. Ba lạc mở thực đơn ra chưa kịp nhìn món ăn đã thấy giá tiền trước, giật mình đến nỗi suýt thì làm rất tờ thực đơn. Đây là rau mà chúng ta trồng ra ư. Một đĩa này mà 380 tệ, ba lạc cảm thấy quá lãng phí và xa xỉ. Một bàn rau sống, tự mình trồng còn không tới 380. Sau đó lại lật mấy trang thực đơn phía sau, quá đắt tiền. Món chay mà một đĩa 380, thế thì mấy món mặn phải có vài món hơn nghìn tệ. Một bữa cơm như thế này phải có khoảng 5.000 tệ nếu không thì không thể ăn được. Sao sống trong ruộng chúng ta có giá thế à, sớm biết vậy ba đã ôm thầu mấy mẫu đất mà bán rau rồi. Ba lạc cười khổ, đưa thực đơn lại cho Lam Thục Đoan. Chú lạc, chú đừng nhìn mỗi giá, thế này đi, cháu gọi món cho chú, chú xem chú thích cái nào. Lam Thục Đoan lại không thấy đắt, dù gì cũng là lấy lòng ba lạc, cô ấy cũng chuẩn bị vốn liếng đầy đủ. Hơn nữa với một đại minh tinh như Lam Thục Đoan mà nói thì một món ăn mấy trăm tệ, mấy nghìn tệ là đắt lắm sao? Một đĩa thức ăn 10 nghìn tệ cô ấy còn ăn qua rồi, đương nhiên sẽ không thấy đây là vấn đề. Ba Lạc cứ do dự, cuối cùng vẫn là Lạc Tú khuyên vài câu, sau đó gọi những món mà Ba Lạc chưa ăn bao giờ. Sau đó Lam Thục Đoan lại gọi thêm hai chai vodka. Thật ra Lạc Tú không phản đối, Ba Lạc cũng biết. Hai đứa nhỏ này muốn mình hưởng phúc, ăn những thứ chưa ăn, uống những thứ chưa uống. Lạc Tú cũng có ý này thật, thế giới này lớn vậy, ba mình cũng cực khổ cả nửa cuộc đời rồi, nhưng lại có rất nhiều thứ chưa hưởng thụ bao giờ. Nếu đã có cơ hội thì nhất định sẽ để ba mình thử cho biết, đây mới là tâm nguyện của người làm con. Gọi món xong, Lạc Tú lại từ từ đốt thuốc, anh rất thích cảm giác bây giờ. Ba khỏe mạnh, có thể đưa ba đi trải nghiệm những món ăn lạ, có thể đi xem phong cảnh trên khắp thế giới cắt một đoạn thời gian nhẹ nhàng chảy tôi chảy vào ánh trăng gợn lên lấp lánh điện thoại của ba lạc lúc này bỗng vang lên ba lạc nhìn số trên điện thoại sau đó tỏ ý mình phải đi nghe điện thoại rồi đi thẳng ra khỏi gian phòng lạc tú không để ý chuyện này có lẽ phía ba có chuyện gì đó có cần đổi điện thoại cho chú không lam thục đoan đột nhiên nói đó là bảo bối của ba tôi nhiều năm rồi nhưng vẫn không thấy ông ấy có ý định đổi ba lạc ra khỏi hành lang hỏi một câu hướng nào đến nhà vệ sinh rồi vừa nhận điện thoại vừa đi về hướng đó lúc mượn tiền không phải hẹn ba tháng sau ba lạc cầm điện thoại hỏi nói thì nói thế nhưng tôi thấy ông không trả nổi tôi nói rồi nếu không trả được thì lấy cái xưởng của ông thế vào đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói mất kiên nhẫn hai ngày này tôi không có ở huyện đợi tôi về rồi tính được không ba lạc không cãi lại đối phương nhưng đối phương hiển nhiên có hơi bất mãn, đang tính nói tiếp gì đó. Không may ngay chỗ rẽ này đột nhiên có một phục vụ xông tới, người phục vụ bưng một đĩa đồ ăn, trên khay là một ly thủy tinh. chương 108, Đền Tiền Ba Lạc thấy đối phương bỗng dưng bốc hỏa, thầm nghĩ không phải mình tông người ta bị thương ở đâu chứ. Thế là Ba Lạc vừa đứng dậy vừa nói. Đồng chí này, ngại quá, cậu không sao chứ. Là tôi không đúng, không có để ý, người cậu có sao không? Ba Lạc vội xin lỗi. Ba Lạc cảm thấy ra ngoài thì nên khách sáo lịch sự với người ta một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Tuy chuyện này không trách ông được nhưng ông cũng không muốn kiếm chuyện với một người trẻ, vậy nên ông xin lỗi trước. Tiếc là ba Lạc hoàn toàn không biết đây là cố ý nhầm vào ông. Ông mù đấy à? T. Phục vụ nhìn cái ly đã vỡ vụn ra đất, vẫn không tha mà đi đến chỗ ba Lạc vừa ngã xuống lúc ba lạc ngã điện thoại cũng bị văng ra xa phục vụ lúc này lại dẫm lên điện thoại dẫm mạnh vài cái chiếc điện thoại bị dẫm đến nỗi nát bươm ba lạc đau lòng nhìn cái điện thoại rồi toan đưa tay ra nhặt còn người phục vụ lúc này lại hét lên với ba lạc ông đi đường thì nghe điện thoại làm gì tiếng gào làm một đám người đứng cạnh hành lang cũng nghe thấy rồi đi ra đi đầu là một cô gái đeo kính dâm trang điểm đậm trông có vẻ rất thời trang trên mặt là vẻ ngạo mạn nhìn cách ăn mặc của ba lạc rồi lộ vẻ khinh thường và chán ghét trong mắt mấy gã đàn ông khác đứng đằng sau hóng chuyện cũng không nói gì tiêu đình đình thật ra cũng xem như đến từ huyện thành chỉ là bây giờ gia đình đã giàu có rồi hơn nữa cũng có một căn nhà ở thông châu chẳng qua cũng vì đến từ huyện thành nên rất khinh thường những người nông dân mà lúc này thấy chuyện này thì không nhịn được bèn hỏi phục vụ đã xảy ra gì lão già này vừa gọi điện vừa đi đường cũng không thèm nhìn đường nữa vừa rồi đâm mạnh vào người tôi chị nhìn đi ly vỡ đầy đất ra đấy người phục vụ tức giận nói tiêu đình đình nghe xong không khỏi cau mày bạn trẻ này xin lỗi do tôi không chú ý mấy nhưng phải nói rõ ràng vừa nãy rõ ràng là cậu đâm phải tôi ba lạc vội giải thích nói bậy cái mẹ gì đấy tôi đi đứng đàng hoàng sao lại đâm phải ông phục vụ mắng chửi lớn tiếng được rồi rõ ràng là ông gọi điện thoại không để ý rồi đâm phải người ta sao ông già rồi mà thích cãi cố thế? Tiêu đình đình bất mãn. Còn nữa tôi nói này, các người làm ăn kiểu gì thế, nhìn ăn mặc thì cũng biết ông ta là một nông dân, sao các người có thể để một nông dân vào đây? Tiêu đình đình bất mãn nói tiếp. Đúng rồi, nhìn đi, rõ ràng là ông lo nghe điện thoại nên đâm phải người ta. Đúng rồi, ông đụng người ta mà còn nói lý à? Mấy người đi theo sau tiêu đình đình cũng lần lượt chỉ trích ông tiếng mắng chửi dồn dập làm ba lạc cảm thấy mình có miệng cũng khó mà phân bua. Ông tính giải quyết chuyện này thế nào? Người phục vụ khoanh tay đứng một bên cười khẩy. Nhưng mà, đừng nhưng nhị nữa, ông đụng vỡ ly người ta rồi ông phải đền tiền. Tiêu đình đình chen ngang. Đúng rồi, ông đừng cãi nữa, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Một đám người chỉ trích ba lạc, ba lạc cảm thấy bất một chuyện thì hơn, đền thì đền. Cái ly thủy tinh thật ra cũng không bao nhiêu tiền đừng nhìn ở đây cao cấp, trang trí cũng đẹp, nhưng cốc thủy tinh nhiều nhất cũng chỉ có 3 tệ, nếu lấy xỉ thì giá cũng chưa đến 1 tệ. Ba lạc lấy ra 50 tệ từ trong túi rồi đưa cho người phục vụ để đỡ lằng nhằng. Người phục vụ cười khẩy một tiếng, sau đó ném 50 tệ xuống đất. Hả, 50 tệ? Ông nghĩ đây là đâu? Đây là hào thái đó, một cái ly mà ông nghĩ 50 tệ là xong chuyện hả? Người phục vụ nhìn ba lạc với ánh mắt khinh thường. Ba Lạc nghe xong thì đổi sắc mặt, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Thế cậu đây muốn bao nhiêu? 500. Một cái ly này ít nhất 500 tệ. Người phục vụ đột nhiên mở miệng. Bây giờ Ba Lạc mới thấy đắt đấy, một cái ly bình thường sao đáng giá 500 được? Thế tôi ra ngoài mua một cái giống hệt thế này đền cho cậu, được không? Ba Lạc nhìn người phục vụ. Hừ, một món ở đây cũng phải mấy trăm tệ, ông chỉ đưa 50 tệ ư? tiêu đình đình chế diễu. Bị tiêu đình đình nhắc ba lạc mới nhớ ra, sau đó nghịch ra. Chẳng lẽ cái ly này đáng giá 500 tệ thật sao? Ông già, tự ông không có tiền, nhìn là biết nhà quê, thế thì đừng đến đây ăn, 500 tệ mà thấy đắt à. Ông còn đến đây làm gì? Tiêu đình đình tiếp tục thêm dầu vào lửa. Còn ba lạc do dự một lát lâu, gần như muốn móc tiền ra thật, nhưng trên người ông không có nhiều tiền mặt như vậy. Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi đi rút tiền được không? Ba lạc vẫn thỏa hiệp. Rút tiền, phục vụ cười khẩy. Nhớ ông chạy mất thì sao? Bạn trẻ, nếu không tin tôi thì có thể đi cùng. Ba lạc thật sự hết cách. Tôi không có nhiều thời gian đến vậy. Người phục vụ bất mãn nói. Trên người không có cả 500 tệ mà dám đến đây à? Chỗ này của chúng tôi có thể quẹt thẻ, ông có thể quẹt thẻ. Người phục vụ nói. Nhưng ba lạc giữ tiền trên sổ ngân hàng, ông không đem thẻ theo. Lạc Tú ở bên kia đợi lâu nên không khỏi cau mày, sao lại đi lâu thế? Sau đó anh đứng lên, tính ra ngoài xem thử. Lam Thục Đoan cũng đi theo ra ngoài. Anh bạn ơi tôi không đem thẻ thật, chỉ có sổ tiết kiệm thôi. Ba Lạc vẫn giải thích. Lạc Tú lúc này cũng đi từ phòng bao từ xa sang hành lang. Thấy một đám người đang vây quanh ba mình, hơn nữa ngữ khí và thái độ đều không thân thiện gì mấy. Lạc Tú hơi bực mình ba sao thế lạc tú bước đến hỏi cha con trai đến rồi à nếu con trai ông đã đến rồi thì ông xin tiền con ông đi người phục vụ nói rốt cuộc có chuyện gì lạc tú cau mày nói chuyện gì á tiêu đình đình đứng một bên cười khẩy ông bố già của anh vừa đi vừa gọi điện thoại đâm phải người ta bây giờ muốn ông ta đền cái ly mà không có tiền lạc tú nghe xong thì nhìn sang ba mình chương 109, cơn thịnh nộ khiến thiên hạ phải sợ 5.000 tệ. Một cái ly mà đòi 5.000 tệ, đến cả Lam Thục Đoan cũng không khỏi cau mày lại, đây không phải đang muốn đòi tiền mà là ăn vạ. Ba là có chân chất đến đâu đi nữa thì bây giờ cũng thấy không đúng. Anh bạn trẻ, rõ ràng là cậu đụng phải tôi, nhưng không những tôi đã xin lỗi cậu mà cậu muốn đền tiền tôi cũng chuẩn bị đền cho cậu, nhưng cậu vừa mới nói 500, bây giờ sao lại lên 5.000 rồi. Đây là hào thái, không phải mấy nơi lộn xộn gì, có tiền mới vào được đây, hơn nữa người ở đây ai lại không là kẻ hơn người, tầng lớp cao trong xã hội, ông nhìn lại các người đi. Phục vụ khinh bỉ nhìn ba lạc. Năm nghìn đó, cái ly này muốn cũng phải đền mà không muốn cũng phải đền. Người phục vụ kiêu căng nói. Gọi quản lý các người ra đây, lạc tú lạnh lùng nói. Hừ, tôi khuyên các người đừng gặp quản lý của tôi làm gì, nếu không tôi sợ các người hối hận đấy. Phục vụ cười khẩy lửa giận trong lạc tú đã lên đến cực điểm bây giờ rất rõ ràng là đang cố ý ăn và hai cha con anh sao mà lạc tú nhịn được tôi nói rồi gọi quản lý các người ra đây lạc tú đã quyết định rồi không phải muốn gây sự à thế được thôi thế thì phải gây chuyện ra thật mới được chứ xem coi thông châu này ai hơn ai được anh đừng có mà hối hận người phục vụ kiêu căng lạ thường chẳng mấy chốc quản lý của hào thái đã đến có chuyện gì vậy quản lý của Hào Thái trông có vẻ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc một thân vest nghiêm trang, nhưng lại vốt tóc bóng bẩy, mặt trang điểm lòe loẹt. Cái ly này mà các người đòi 5.000 tệ à? Lạc Tú lạnh lùng nói. Ngại quá, nhầm rồi, đều là người bên dưới không hiểu chuyện, cái ly này làm gì có giá 5.000 tệ. Quản lý nói tới đây đột nhiên cười khẩy một tiếng sau đó nói khác đi. Cái ly này chúng tôi muốn 50.000. Vừa dứt lời, nhất thời Tiêu Đình Đình và đám người đi cùng để lộ rõ biểu cảm hả hê mà nhìn lạc tú. ôi rào, đền người ta năm nghìn tệ là được rồi không phải sao? cứ phải xem mình cao quý lắm muốn gây chuyện à giờ chuyện đến mức này thì vui chưa? Tiêu Đình Đình chế giễu đứng một bên không ngừng nói góp vào. tôi nói rồi gọi quản lý đến thì anh đừng có mà hối hận. phục vụ kiêu căng nói bây giờ có phải anh muốn gọi cả ông chủ của chúng tôi ra không? anh ta lại chế giễu thêm một câu. Không không cần nữa đâu, cái LA này các người đòi 50.000 thật đúng không? Lạc Tú đã kiềm chế lắm rồi. Nhưng ngọn lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực. 50.000, thiếu một khắc cũng không được, quản lý khinh bỉ nói. Được, cho ông ngay đây. Lạc Tú cười khẩy một cái rồi vung tay. Đột nhiên một cái bà tai áp vào mặt tên quản lý, sau đó tên quản lý nằm dẹp ra đất. Anh đã rất kiềm chế rồi, không muốn động tay động chân trước mặt ba mình nhưng anh không nhịn nổi nữa. Anh là ai chứ? Là vương giả tối cao của Thông Châu, đến cả vua thế giới ngầm ở Thông Châu còn phải nhìn sắc mặt anh là hành sự đấy. Thế mà bây giờ lại có người dám ức hiếp ba anh. Ngoài ra anh còn là lãnh mạc tiên tôn cao cao tại thượng, là lạc tôn giết người không chớp mắt, xem chúng sinh như cỏ rác. Cho dù là có ở giới tu tiên thì những thần mà đám người phàm phu này kính ngưỡng cũng không dám động tới anh, Hôm nay lại có người dám động tới anh ư? Vậy nên Lạc Tú cho dù không muốn động tay trước mặt ba mình đến mấy thì vẫn không nhịn được. Một cái bà tai làm tên quản lý ngơ ngác, phục vụ cũng nghịch ra, thậm chí đám Tiêu Đình Đình cũng ngây người. Đây là đâu? Đây là Hào Thái đấy, có người chống lưng thế mà gã thanh niên này dám gây sự ở Hào Thái. Đúng là không sợ chết mà. Hừ, anh to gan thật đấy, dám gây sự ở Hào Thái tôi thấy hôm nay anh khó mà ra ngoài được rồi. Người phục vụ đỡ tên quản lý, hung tợn nói với Lạc Tú. Nhóc con, tao không khỏi nể sự dũng cảm của mày, nhưng mày gặp chuyện lớn rồi biết không? Đây là địa bàn của tứ gia, anh dám gây chuyện ở đây à, anh chán sống à? Tiêu đình đình trào phúng. Nghe chống lưng như vậy ba Lạc không khỏi giật mình, đang định mở lời thì bị Lam Thục Đoan ngăn lại. Lam Thục Đoan lắc đầu với ba Lạc sau đó nhìn đám người trước mặt với ánh mắt thương hại lần này lạc tú nổi cơn thịnh nộ rồi trong mắt có thể nhìn rõ lửa giận cho dù là lúc giết đạo diễn vương ở khách sạn lam thục đoan cũng không thấy lạc tú nổi giận trong mắt anh lúc đó chỉ có sự lạnh nhạt và hờ hững mà hôm nay đám người này lại thành công làm lạc tú nổi cơn thịnh nộ lam thục đoan biết rõ chuyện hôm nay có lẽ đã căng lắm rồi hơn nữa không kết thúc êm đềm được có vài người một khi nổi giận thì cả thiên hạ đều phải sợ. Cơn thịnh nộ này của lạc tú khéo phải làm rung chuyển cả cái thông châu, trời đất đảo ngược. Tên quản lý hào thái lúc này lại không biết sợ mà đứng dậy, chỉ vào mặt lạc tú rồi nói. Mày xong đời rồi, mày chết chắc rồi, mày dám đánh tao à, mày đợi đó cho tao, đợi tứ ra đến rồi tao xem mày còn đứng được nữa không. Được, tôi chịu luôn, hôm nay tôi cứ đợi ở đây xem rốt cuộc các người còn dở trò gì nữa lạc tú nói thế sau đó kéo ba mình đi về phía sofa giữa sảnh rồi ngồi xuống tiểu lạc có phải gây ra chuyện lớn rồi không ba lạc rất lo lắng cảm giác hôm nay sẽ gặp chuyện cực kỳ không hay chú lạc yên tâm đi người cần lo không phải chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ có người gặp xui rồi nhưng mà ba lạc vẫn lo lắng chú lạc chú tin cháu y đi hôm nay chú cứ việc xem thôi lam thục đoan không hề lo lắng chút nào đặc biệt là sau khi nhớ ra tin lạc tú đánh bại tông sư với ba cú đấm, đã trở thành vương giả của thông châu. Không lâu sau hơn 40 người đến. Đi đầu là một người cầm trong tay gậy bóng chảy bằng thép, sau lưng bốn người mấy người đa số cầm dao cắt dưa hấu. Tiêu đình đình nấp ở chỗ xa mà nhìn lạc tú bằng ánh mắt khinh khi. Tuy rằng bội phục lạc tú đến bây giờ vẫn không sợ sệt lo ngại gì, nhưng càng chờ đợi cảnh tưởng anh sẽ quỳ xuống xin tha hơn nữa là mày dám gây sự ở đây đúng không? Còn dám đánh người ở đây? Từ tứ là một người ngoài 30, trông cao to lực lưỡng, để lộ ngực, trên đó là hình xăm quan công. Vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Anh là ai? Lạc Tú vừa hút thuốc vừa nói, không thèm ngẩng đầu nhìn từ tứ lấy một cái. Tao là ai ư? Ừ, từ tứ cười nhạt một cái. Top chuyện hay nhất, Cự Long thức tỉnh đệ nhất kiếm thần lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý rể quý trời cho xà đại nhân vương phi bướng bỉnh là thần y nghịch tập, sủng nhanh còn kịp chàng rể quyền thế chiến lang ở rể tham gia Facebook group để đọc sớm nhất. chương 110, Thông Châu chấn động. Ồ, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai thế? Lạc Tú nhến một bên chân mày. Thế mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai? Cậu Lưu đứng ra cười khẩy. Tao nhớ mày tên Lạc Tú đúng không? Được lắm, cuồng lắm nhỉ, thế tao cho mày biết đứng trước mặt mày là từ tứ, tứ người đời gọi từ tứ, tứ là tứ gia cậu lưu cười liên tục rồi nhìn lạc tú thậm chí trong mặt còn mang theo sự đáng thương trong mắt anh ta lạc tú hôm nay nói năng như thế thì đã đắc tội với tứ gia rồi hôm nay chắc chắn không êm đẹp được tứ gia chắc chắn sẽ lấy lạc tú ra để thị uy đến lúc đó kết cục của lạc tú có thể dự đoán được để tôi cho anh biết vị này là tay máu mặt tứ gia của trung tâm thành phố Tiêu Đình Đình lúc này mới đứng ra nói. Sau đó hơi khom lưng với Từ Tứ. Tứ ra, lâu ngày không gặp, Tiêu Đình Đình đã từng gặp hắn, nhưng với dân thường như cô ta thì Từ Tứ nào nhớ được. Vậy nên Từ Tứ chỉ gật đầu lịch sử với cô ta một cái, làm Tiêu Đình Đình vui nhảy cẫng lên. Dù gì đi nữa tuy rằng nhà cô ta có tiền nhưng không tính là gì so với hàng đàn anh đàn chị như tứ gia này, người ta dắt theo một đám đàn em thì đó mới là thực lực đích thực. Hư! Đứng đầu luôn sao?" Khóe miệng Lạc Tú kéo lên một nét chế giễu. "Lạc Tú, mày bớt giả vờ giả vịt lại đi, để hôm nay tao xem kết cục của mày ra sao." Cậu Lưu thấy Lạc Tú không biết sợ bèn chế giễu anh. Từ Tứ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt vô cùng ngạo mạn thì cười khẩy một tiếng. "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, thấy mày cũng bình tĩnh đấy, sau lưng có ai chống cho mày à?" Từ Tứ chế giễu một mấy câu. "Đúng là có vài người bạn thật." "Được." cùng không phải tứ ra đây hiếp đáp mày, có người gọi ra đi, thích gọi ai thì gọi ai, để tao xem hôm nay ai dám đến đối đầu với tao, tao cũng muốn xem xem ai dám đến cứu mày. Từ tứ thế mà lại cho Lạc Tú một cơ hội. Đương nhiên đây là đang cố ý chê cười Lạc Tú. Một người trẻ như anh thì có thể gọi được ai đến. Có thể gọi bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu người tới đi. Từ tứ cực kỳ khinh thường. Cậu Lưu cũng mở miệng nói. Có bản lĩnh thì mày cứ việc kêu, tao cũng muốn xem xem ai dám hoành hành trên địa bàn của tứ gia được thôi lạc tú lấy điện thoại ra ba lạc lo lắng nhìn lạc tú vì ông nghĩ lạc tú mới đến thông châu thì có thể quen được ai có chức quyền chứ mà chẳng lẽ ông không hiểu con của mình chẳng lẽ tiểu lạc muốn ổn định chúng trước rồi báo cảnh sát chẳng qua lạc tú không hề có ý định báo cảnh sát lạc tú bắt đầu gọi điện trước hết là gọi một cuộc cho diệp kính bình sau đó là một cuộc cho hồng biêu tiếp tục là quảng khôn sau đó là trần hạo kẻ đang nằm đầu phía tây một lần gọi mười mấy cuộc mấy tên máu mặt ở thông châu đều bị lạc tú gọi đi hết không phải muốn gây sự à không phải muốn làm lớn chuyện à được được thôi thế thì cứ làm cho chuyện bung bét lên xem thử đám hề này có dám đỡ lại cơn lửa giận của anh không Diệp Kính Bình nhận điện thoại xong thì lập tức sắp xếp đám Diệp Song Song và Diệp Quốc Huy đi triệu tập người. Lạc Tú Đích Thân gọi đến thì lần này có người đắc tội Lạc Tú đến đỉnh điểm rồi. Phải biết rằng ở tình huống thường thì Lạc Tú không cần gọi cho ông ta. Nhà họ Diệp cứ tìm bừa là có ngay năm 6 nghìn người ra tay, cứ tùy ý mà lựa. Hồng Biêu nhận điện thoại xong cũng ngây ra, nghe Lạc Tú nói gì mà từ tứ, tứ ra thì càng ngơ ngác hơn nữa. Sau đó Hồng Biêu cười phá lên, ông ta là vua thế giới ngầm thông châu, những ông trùm lớn nhỏ của thông châu ông ta biết hết. Nhưng tứ gia này thì chưa nghe bao giờ, thế thì chỉ có một khả năng mà thôi. Đây chỉ là một tên đầu đường xó chợ không tên tuổi. Cũng không biết là tên xui xẻo nào chọc cho Lạc Tú giận thế này. Nhưng nếu Lạc Tú đã gọi thì nếu có thể làm chút chuyện cho Lạc Tú, Hồng Biêu cũng cầu được ước thầy ấy chứ. Hồng Biêu phất tay một cái, hơn 4.000 người trang bị xuất phát bên Quảng Khôn, Trần Hảo cũng vậy. Những ông trùm lớn nhỏ của Thông Châu gần như đồng loạt xuất binh. Trong chốc lát, mọi chuyện trở nên khó mà lường được. Từng chiếc Ben, Audi, từng chiếc Cayenne, Land Rover gần như là nối đuôi nhau xuất phát. Một hàng xe dài như rồng mất đầu. Nhiều người đến trung tâm thành phố với quy mô lớn thế này làm sao mà không giấy lên sự chú ý được. Rất nhanh điện thoại đã gọi đến chỗ Lưu Đức Kiên. Làm gì, họ tính làm gì, lưu đức kiên sợ rơi mồ hôi lạnh tất cả những ông trùm của thông châu đều mang theo người đến trung tâm thành phố vừa nhìn là biết sắp gây sự lưu đức kiên bình tĩnh lại một chút sau đó gọi ngay cho lạc tú bởi vì ở thông châu mà có thể gây ra động tĩnh lớn thế này chỉ có lạc tú thôi bây giờ nghe nói hàng vạn chiếc xe đang hướng về trung tâm thông châu e là cũng phải mười mấy nghìn người đã đến tôi bị một kẻ tên tứ gia dắt theo người chặn lại ở hào thái bảo tôi gọi người đến nếu không hôm nay tôi sẽ mất một cái chân lạc tú tường thuật đúng sự thật dập máy xong lưu đức kiên tức đến mức suýt thì chửi thề sau đó gọi cho đội cảnh sát giao thông và cục công an thành phố chuyện tối nay của bên kia đừng nhúng tay vào bất kể xảy ra gì cũng ém xuống cho tôi mẹ nó đứa trộn mắt nào dám chọc tới tên sao sát này vậy lưu đức kiên tức đến nghẹn ngào hơn nữa ông ta cũng không thể đến đó nếu ông ta có mặt ở đó, gặp chuyện lớn gì thì ông ta cũng xui xẻo theo. Sau hôm nay đi điều tra hào thái cho tôi, mặc kệ là của ai, có vấn đề thì phạt nghiêm cho tôi, mẹ kiếp, chọc ai không chọc lại chọc ngay vào tên họ lạc đấy. Lưu Đức Kiên vừa tức vừa sợ hãi. Từng chiếc xe cảnh sát và xe cảnh sát giao thông cũng xuất kích, không phải của một chỗ mà là toàn bộ khu vực trên thông châu. Lưu Đức Kiên chỉ cầu xin cho chuyện hôm nay đừng nháo nhào lớn quá, dù gì đó cũng là trung tâm thành phố, nếu mà chuyện bung bét quá thì ngày mai ông ta cũng không giữ được cái ghế mình đang ngồi nữa. Đám lãnh đạo cấp thấp nhận được thông báo cũng mất hồn một phen. Đùa gì thế, người có địa vị ở Thông Châu bây giờ nào có ai không biết đến Lạc Gia. Hơn nữa còn không động vào Lạc Gia được, cũng không ai dám động vào. Lưu Đức Kiên cuối cùng vẫn không yên tâm. Sứt khoát gọi cho quân khu gần Thông Châu nhất. Quân khu cũng lập tức bắt đầu vừa hành động, vừa báo lại cho cấp trên. Sau đó báo thẳng lại cho phía Tô Bửu Điền ở Yên Kinh. Tô Bửu Điền đang ăn với người ta, nghe xong thì làm rơi cả ly rượu ra sàn. Địch bà nhà nó chứ? Tô Bửu Điền lại không ngu. Nếu Lạc Tú đã gọi hết ông trùm ở Thông Châu đến thì chắc chắn có người đã chọc tới cơn thịnh nộ của Lạc Tú. Chọc Lạc Tú giận thì kết cục của kẻ đó, Tô Bửu Điền biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 111, họa lớn quảng khôn là người đầu tiên mang người tới anh ta vừa bước vào đã thấy bốn năm mươi người đang vây quanh lạc tú nhưng lạc tú vẫn đang ung dung hút thuốc quảng khôn biết những người ở đây hôm nay gặp xui xẻo rồi lúc quảng khôn tiêu sái bước vào từ tứ không thể bình tĩnh được nữa có thể nói từ tứ vừa thấy anh ta đã toát mồ hôi lạnh từ tứ chỉ là một tên lưu manh nhỏ trong thành phố hơn nữa cũng không phải là đại ca có máu mặt gì nên quảng khôn không biết anh ta là chuyện bình thường nhưng đã là một tên lưu manh lăn lộn trong giới này sao anh ta có thể không biết quảng khôn chứ đây là lão đại ở thông châu đó một lão đại phát triển bang phái ở cả một vùng nếu so với quảng khôn thì anh ta là cái thá gì chứ ngay cả một ngón tay người ta cũng không bằng dù sao thì anh ta cũng chỉ có vài chục người dưới trướng mà quảng khôn vừa tùy tiện vẫy tay một cái thôi là có thể gọi tới hơn nghìn người cho dù đây là ở thành phố hải đông thì quảng khôn cũng có những mối quan hệ riêng anh ta không phải đối thủ của quảng khôn lúc này khuôn mặt của từ tứ tái đi vì sợ hãi sau đó anh ta dùng ánh mắt hung tợn để nhìn cậu lưu hận không thể đi lên và tát cho cậu lưu vài cái mẹ nó đây mà gọi là chuyện bình thường sao đây là lão đại đó hơn nữa còn là lão đại của thông châu cho dù từ tứ có giỏi đến đâu thì anh ta có có thể đấu với quảng khôn sao trong lúc từ tứ đang sướng sờ thì quảng khôn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh lạc tú sau đó cung kính cúi chào lạc tú lạc gia lạc tú không mở miệng quảng khôn cũng không dám ngẩng đầu cứ đứng cúi đầu như vậy từ tứ sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy dọc trên má xong rồi hôm nay gặp phải họa lớn rồi nhưng đáng sợ hơn là nó vẫn chưa kết thúc ha ha lạc gia hôm nay tôi muốn nhìn xem ai dám động đến lạc gia Vừa nghe thấy những lời này, trước mắt từ tứ bỗng dưng tối sầm lại, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cậu Lưu nghe thấy cũng có phản ứng như vậy, sợ tới mức cả người run lên. Là Hồng Biêu, hoàng đế ngầm của Tống Châu, anh Biêu. Chỉ cần là Lưu Manh ở Thông Châu, có ai mà không biết Hồng Biêu chứ? Tay Hồng Biêu cầm kính dâm vắt chéo tay ở sau lưng, mặc dù ông ta chỉ đi vào một mình nhưng ngoài cửa đã có hàng nghìn người đứng ngay ngắn chờ lệnh. Hồng Biêu nhìn từ tứ và cậu Lưu với vẻ đáng thương và châm chọc, sau đó bước đến trước mặt Lạc Tú. Lạc ra, Hồng Biêu chắp tay cúi đầu. Lúc này Lạc Tú đang ngồi vắt chéo chân, sau đó phất phất tay, Hồng Biêu và Quảng Khôn liếc nhìn nhau rồi đứng ra đằng sau lưng Lạc Tú. Cho dù từ tứ có ngốc đến đâu thì lúc này anh ta cũng nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc. Cái khác không kể tới, chỉ bằng việc Quảng Khôn lão đại một khu vực lớn và hoàng đế ngầm ở Thông Châu cung kính với Lạc Tú là đủ hiểu. Thân phận của người thanh niên trước mặt có lẽ rất dọa người, anh ta đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nhưng cái này vẫn chưa dừng lại ở đây. Lúc này, Trần Hạo đi tới. Anh ta cũng là một ông chủ lớn ở Thông Châu, quyền lực của anh ta không thua kém gì Quảng Khôn, nhưng thái độ đối nhân xử thế thì kém hơn. Từ Tứ tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã từng nghe qua về Trần Hạo có tôi ở đây ai dám động vào lạc gia thì tức là khiêu chiến với tôi lúc anh ta nói những lời này từ tứ không biết làm gì ngoài việc run lên vì sợ hãi thậm chí anh ta còn không dám nói một lời sau đó các nhân vật có máu mặt khác của thông châu lần lượt xuất hiện cứ thêm một người là sắc mặt của từ tứ lại tái thêm một phần còn cậu lưu thì sợ đến mức quai hàm run lên mặc dù anh ta không phải xã hội đen nhưng vẫn biết một số người ở đây dù không biết thì cũng đã từng nghe tới những người đến đây có người nào không phải là lão đại ở thông châu chứ tùy tiện lấy một người ra thì cũng không phải là người mà anh ta hay thậm chí là nhà họ lưu có thể trêu chọc thậm chí còn có một số có máu mặt ở thông châu đứng ngoài cửa nhưng những người đó lại không dám vào bởi vì không đủ tư cách nên mới lựa chọn đứng ngoài cửa dù là những người không đủ tư cách kia thì cậu lưu cũng không có gan đắc tội bây giờ từ tứ vừa ghét vừa hận cậu lưu đây không còn là việc trêu chọc đến các lão đại ở thông châu nữa mà là tự tìm đường chết. Những người đứng ở chỗ này có ai mà không có khả năng giết chết anh ta chỉ bằng một cái búng tay chứ? Mà cậu Lưu lại vô cùng hận Trần Hữu. Anh ta lại dám gây ra họa lớn như vậy, ngay cả nhà họ Lưu cũng không thể chống đỡ nổi. Mà trung tâm thành phố lúc này đã chật ních, nguyên nhân chính là do có quá nhiều xe sang nối tiếp nhau làm đường phố bị tắc nghẽn. Mà có nhiều người đến đây như vậy thì chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện. Thậm chí có một số người còn để ý đến biển số xe của những chiếc xe này. Biển số xe của lão đại thông châu mọi người đều biết. Lúc này lại có nhiều lão đại đến đây như vậy, hơn nữa Hào Thái lúc này gần như đã bị bao vây, chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. Mà không khí trong Hào Thái lúc này lại vô cùng áp lực. Rất lâu sau Lạc Tú mới mở miệng cười khẩy một tiếng bạn bè của tôi cũng đã đến gần hết bây giờ anh nói cho tôi biết xem anh định để lại chân nào của tôi hay để lại cánh tay nào lạc ra là tôi có mắt như mù bốp hồng biu đi lên tát cho anh ta một cái không hiểu quy củ bảo sao lại dám làm phiền lạc ra từ tứ không dám tránh đi cũng không dám nói cái gì nhưng vào lúc này diệp kính bình cũng đã đến tôi đây rất tò mò rốt cuộc là ai ở thông châu này lại dám động đến lạc ra đấy lúc thấy Diệp Kính Bình xuất hiện, chân từ tứ mềm nhũn ra rồi trực tiếp ngã xuống đất. Xong rồi, xong rồi. Cái này không đơn giản là gặp rắc rối bình thường nữa, trời sắp sập rồi. Diệp Kính Bình, không chỉ ở Thông Châu mà cả cái hải đông này không ai là không biết đến ông ta. Ai dám đắc đội Diệp Kính Bình và nhà họ Diệp chứ? Thế mà Diệp Kính Bình lại đến đây. Thầy, là ai đắc tội thầy, tôi cam đoan khiến anh ta không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai diệp song song tôn kính nói với lạc tú ai dám động đến thầy của cô ta cô ta sẽ khiến người đó trả giá đắt nghe xong câu này từ tứ vội vàng quỳ xuống đất tất cả lão đại lớn nhỏ ở thông châu đều tụ tập lại đây ngay cả diệp kính bình cũng đích thân tới vậy mà vừa rồi anh ta lại dám châm chọc đối phương còn muốn chặt cánh tay của người ta quá đáng hơn nữa là lại muốn dạy cho lạc tú một bài học bây giờ ngẫm lại thật là nực cười chỉ riêng một trong bất kỳ người nào có mặt ở đây đến một mình thì anh ta đã không đắc tội nổi, chứ đừng nói đến việc tất cả bọn họ cùng tới. chương 112, hỏng rồi thì giả bộ bầu không khí trong hào thái lúc này bị đè nén đến cực điểm. Người phục vụ và quản lý sợ hãi đến mức không dám bước ra. Bọn họ có thể không biết những lão đại ở Thông Châu, nhưng không thể không biết từ tứ. Nhưng lúc này từ tứ lại bị dọa đến mức quỳ lụi sơ trên mặt đất, không cần suy nghĩ cũng biết những người này đáng sợ như thế nào. Lạc Tú ra lệnh cho Hồng Biêu đem video giám sát tới. Sau khi Lạc Tú xem video giám sát, vẻ mặt của anh đã trùng xuống cực điểm, sát khí bùng phát trong tích tắc, ngoại trừ một vài người xung quanh Lạc Tú, những người khác đều như rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ, sát ý này khiến nhiều người đứng không vững, suýt nữa tè ra quần. Một cái ly cần những năm vạn, Lạc Tú vừa nói vừa đi tới chỗ người phục vụ người phục vụ sợ hãi quỳ trên mặt đất được được lắm lạc tú liên tiếp cười khẩy hoàn toàn không quan tâm đến người phục vụ mà cậu lưu và từ tứ lúc này sợ tới mức muốn tè ra quần sắc mặt của người phục vụ cũng tái nhợt có đôi khi người khác khách khí với anh không phải là vì sợ anh hay người đó dễ bắt nạt mà là người khác không thèm chấp anh nhưng đừng lấy cái đó ra để làm lý do đi bắt nạt người khác vẻ mặt của lạc tú vô cùng lạnh lùng nhưng một bước lại không biết ý mà dừng lại chẳng lẽ các người chưa từng nghe tới câu đừng bắt nạt người lương thiện sao năm vạn đúng không đập cho tôi đập hết tất cả sau đó tôi cho anh ba ngày trang trí lại như cũ cho tôi trang trí xong lại đến đập phá cho tôi lạc tú nói lạc ra cậu yên tâm chuyện này tôi sẽ lo liệu hồng bưu là người đầu tiên lên tiếng lạc ra việc này không khó tôi sẽ cố làm hết sức lạc ra cả tôi nữa lạc ra Tôi cũng có thể giúp cậu. Hơn chục lão đại thông châu lần lượt lên tiếng. Ba, ba và Thục Đoan vào trong xe chờ con. Con trò chuyện với bạn bè thêm một lát. Lạc Tú nói với ba mình. Lam Thục Đoan rất nhạy cảm. Cô ấy biết sắp tới sẽ xảy ra một số chuyện mà ba Lạc không thể nhìn. Sau khi ba Lạc và Lam Thục Đoan đi khỏi. Lạc Tú không thể chịu đựng được nữa. Anh có thể không quan tâm đến người khác. Có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ nhưng không thể không quan tâm đến ba mình. Đối với Lạc Tú mà nói, ba Lạc chính là vảy rồng ngược của Lạc Tú. Một, người nào muốn chạm vào vảy rồng ngược, chỉ có đường chết. Nghĩ đến việc ba Lạc bị người phục vụ đẩy ngã xuống đất rồi lớn tiếng nhục mạ, cơn giận của Lạc Tú đột nhiên dâng lên. Một ngón tay vừa động, người phục vụ lập tức nổ tung. Máu thịt bay khắp nơi. Điều này khiến tất cả mọi người trong hội trường hoảng sợ đến cực điểm trước đó đã cảm thấy lạc tú vô cùng đáng sợ. Đến bây giờ mới biết lạc tú còn có thể đáng sợ hơn. Nhất là mấy lão đại như Hồng Biêu, Quảng Khôn, tim đập thình thịch. Thật là đáng sợ. Lấy mạng người chỉ bằng một cái búng tay, giết người không giao. Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của con người. Sau đó lạc tú lại động thêm một cái, người quản lý cũng bùng nổ. Máu thịt vương vãi tung tóe lên người cậu lưu và từ tứ, cậu lưu sợ đến mức khóc thét. Từ tứ cũng run rẩy không ngừng. Đây không phải là một người đàn ông nữa, đây là một con quỷ đến từ địa ngục. Sau đó, lạc tú động thêm một lần nữa. À, có một tiếng hét vang lên. Một cánh tay và một chân của từ tứ trực tiếp nổ tung, có lẽ cả đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Cậu lưu sợ hãi đến mức co do lại, trong mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Tôi sẽ cho anh sống thêm mấy ngày, nơi này còn cần anh chỉnh trang lại, hãy trân trọng những ngày này lạc tú chắp tay sau lưng mang theo người đi ra ngoài cậu lưu hoảng sợ ngã xuống đất mà trong không gian của hào thái đột nhiên phát ra tiếng đập phá ai đó đã bắt đầu đập phá tiêu đình đình run rẩy nhìn lạc tú rời đi một lúc lâu sau cô ta mới thở phào nhẹ nhõm may mà lạc tú không làm gì cô ta nếu không kết cục của cô ta cũng cực kỳ thê thảm nhưng vừa mới vui vẻ được một chút thì tiêu đình đình đột nhiên hết thảm một tiếng bởi vì khóe miệng của cô ta nứt ra rồi nứt thẳng đến tận mang tai giống như bị ai đó cắt ra trong hệt như joker đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi nếu không bây giờ cô ta đã không còn sống nữa nhìn lại cảnh này hồng bưu không khỏi che miệng quảng khôn nhớ đến lần ở đế hào trước đó lạc tú tát anh ta một cái bây giờ có vẻ như cái tát đó không phải là để trừng phạt anh ta thật may mắn hàng vạn người tụ tập ở cửa khi thấy lạc tú thì tự động tách ra để lại một lối đi rộng ở giữa lạc tú đi phía trước phía sau anh là hơn chục lão đại từ thông châu cảnh tượng này thật kinh hoàng ba lạc ngồi trong xe thấy cảnh này rồi quay lại nhìn lam thục đoan lam thục đoan khẽ mỉm cười bây giờ cô ấy mới biết địa vị của lạc tú lại cao như vậy bảo sao vụ giết người trong khách sạn lại diễn ra một cách suôn sẻ đến thế cũng may là cô ấy đã xuống tay trước Người đàn ông như thế này mà không biết nắm giữ thì đúng là ngu xuẩn. Nghĩ đến Trương Thục Phi kia, nếu cô ta nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ tiếc đứt ruột mất. Sau khi thẫn thờ một hồi, Ba Lạc tỉnh táo trở lại. Suy cho cùng thì ông cũng chỉ là một công dân bình thường, những gì vừa gặp phải khiến ông cảm thấy có chút không chân thật. Con trai mình lại lợi hại đến như vậy. Nghĩ đến đây, Ba Lạc có chút xúc động. Bà xã, bà có nhìn thấy không? đây là con trai của chúng ta nó đã không làm bà xấu hổ tuy rằng những thứ này ở trong mắt nhà họ chu không là gì nhưng ba lạc tin rằng một ngày nào đó lạc tú sẽ khiến nhà họ chu phải hối hận ba lạc tú đưa cho ba lạc một tách trà ừm không ngờ con trai của mình lại có thể lợi hại như vậy ba lạc lau khóe mắt đúng rồi thằng nhóc chết tiệt những thứ linh tinh này ba sẽ không hỏi con nữa dù sao thì con cũng đã trưởng thành nhưng phải nhớ kỹ làm người phải ngay thẳng, không được làm những việc xấu xa. Ba Lạc không có ấn tượng tốt với những người cạnh Lạc Tú. Con biết rồi, lời ba nói chính là thánh chỉ, con nhất định sẽ ghi nhớ kỹ. Lạc Tú cười đùa nói. chương 113, gặp nạn. Tại một thị trấn nhỏ tại huyện Vĩnh Tế của Thông Châu. Dân cư ở đây không nhiều lắm, tiêu dùng và thu nhập chắc chắn không thể so sánh được với Thông Châu. Ở chỗ này, nhà có mấy trăm vạn đã được coi là siêu giàu tại huyện vĩnh tế ngoài nhà của người dân ra thì chỉ có những đồng ruộng bát ngát mênh mông nhà xưởng của công ty trang trí của ba lạc tọa lạc tại đây thực ra nói là công ty cũng chưa đúng lắm có thể nói đây chỉ là một cái nhà xưởng nhỏ có khoảng mười mấy công nhân làm việc mà thôi trên đường đến thị trấn của huyện vĩnh tế chiếc xe bị hỏng và dừng lại giữa chừng cũng may là tú đã gọi điện cho người bạn đã chơi cùng anh từ bé đến giờ để đón hai ba con họ đã nói đừng về mà con còn không nghe, ba lạc nén giận nói. Con không phải vừa lúc có thể về nhà tế tổ sao? Lạc tú cười nhẹ, đúng lúc vài ngày nữa sẽ tế tổ, hơn nữa bà anh cũng đang gặp rắc rối thì sao có thể không về chứ? Còn nữa, tại sao cô thục đoan cũng muốn tới mà con không cho người ta tới? Ba lạc lại trách móc lạc tú. Ba, cô ấy còn có việc, chờ cô ấy bận xong rồi đến cũng vậy mà. Lạc tú cười nói, thằng nhóc chết tiệt, một cô gái tốt như thế mà con còn làm giá sao? Vậy rốt cuộc con muốn tìm người như thế nào, muốn tiên nữ trên bầu trời sao?" Ba Lạc cười mắng. "Ba, đàn ông nên tập trung vào sự nghiệp trước, con mới hơn 20, ba sốt ruột cái gì chứ?" Lạc Tú và Ba Lạc bắt đầu cãi nhau. "Ba sốt ruột chứ, bác cả của con cũng được bế cháu rồi, con nói xem tại sao ba không sốt ruột cho được hả?" "Ba nói cho con biết, em họ lớn của con đã có con rồi." mà em họ nhỏ của con cũng sắp kết hôn đấy. Ba Lạc phàn nàn, mà Lạc Tú lúc này chỉ biết im lặng. Bác cả của anh tên là Lạc Đại Phú, Lạc Tú nhớ quan hệ của hai nhà cũng khá tốt. Nguyên nhân chính là vì khi còn trẻ bác cả của anh là một con bạc, mắc nợ rất nhiều, mà ba Lạc lại đứng ra giúp đỡ. Thậm chí anh còn nghe nói tiền cưới vợ cho em họ mình cũng là do ba anh bỏ ra. Hai người vốn là anh em mà ba lạc còn quan tâm giúp đỡ bác cả như vậy nên mối quan hệ giữa hai nhà mới tốt nhưng sau khi nhà bác cả phát tài thì họ lại coi thường ba lạc nhất là sau khi lạc tú bị tàn phế và ngôi nhà của lạc tú đổ nát lạc tú nhớ lúc đó bọn họ còn bỏ đá xuống giếng người cười nhạo ba lạc nhiều nhất chính là bác cả và hai người con trai của ông ta hai người con trai của nhà bác cả đứa lớn tên lạc viễn phi đứa nhỏ tên lạc minh thư khi còn nhỏ Gia đình họ nghèo đến nỗi không đủ tiền cho hai anh em đi học, ba Lạc đã bỏ tiền cho họ học đến khi tốt nghiệp trung học. Nhưng Lạc Tú nhớ kiếp trước hình như là bắt đầu từ lúc cúng tổ xong thì Lạc Viễn Phi đột nhiên được thăng chức làm sở trưởng đồn cảnh sát, gia đình bác cả bắt đầu khoe khoang và khinh thường ba Lạc ở khắp mọi nơi. Còn tên tiểu nhân Lạc Minh Thư kia sau này cũng phát triển rất tốt, anh ta mở công ty ở thành phố và cuối cùng trở thành triệu phú với tài sản hàng chục triệu tệ. Nhưng vào thời điểm đó nhà của Lạc Tú đã trở nên hoang tàn. Để chữa bệnh cho Lạc Tú, ba Lạc đã tiêu hết tiền và bán hết tài sản của mình đi. Cuối cùng, ông đi đến nhà bác cả rồi quỳ xuống cầu xin, nhưng bác cả của anh đến cả cửa cũng không mở. Lạc Viễn Phi cuối cùng được thăng lên đến chức trưởng huyện của huyện Vĩnh Tế, ba Lạc thì đem Lạc Tú đến một ngôi nhà tồi tàn bên cạnh bãi rác để ở, có lần Lạc Viễn Phi đi tuần thì gặp bọn họ. Lạc Viễn Phi khinh thường chế giễu vài câu, sau đó lại đưa cho ba Lạc một chút tiền, trước khi đưa còn nói là đây là tiền trả nợ học phí trước đó. Những điều này vẫn còn sống động trong mắt Lạc Tú, nhưng nó sẽ không xảy ra. Bởi vì Lạc Tú lúc này đã khác với Lạc Tú kiếp trước. Ở kiếp này còn chưa biết là ai cười ai đâu. Vừa nghĩ tới tây, chiếc xe Chevrolet mới tinh đã chạy đến trước mắt Lạc Tú rồi bấm còi. "Lạc Tú," cửa kính xe từ từ hạ xuống, một chàng trai trẻ thò đầu ra khỏi xe chàng trai trẻ mặc áo phông rộng thùng thình vẻ mặt đầy ý cười nhìn lạc tú nhưng sắc mặt hơi tái nhợt dương minh huy là người bạn thân nhất của lạc tú trong mấy người bạn lúc bé của anh tôi vừa mới đi không bao lâu mà cậu đã mua xe rồi sao lạc tú khen ngợi người bạn thuở nhỏ của mình ha ha tôi vay tiền mua đó tình hình nhà của tôi thế nào thì cậu cũng biết mà vậy lên xe trước đã dương minh huy mỉm cười sau khi lạc tú lên xe cả hai bắt đầu trò chuyện. Sao sắc mặt cậu kém như vậy? Vừa lên xe Lạc Tú đã hỏi. Có sao, tôi và Phán Phán đang ở bên nhau, cậu hiểu mà. Dương Minh Huy mỉm cười rồi nhìn Lạc Tú với ánh mắt cậu hiểu mà. Trương Phán Phán cũng là bạn chơi từ bé của Lạc Tú, từ nhỏ Dương Minh Huy đã thích Trương Phán Phán, nhưng Trương Phán Phán vẫn luôn từ chối anh ta, Lạc Tú không ngờ rằng Dương Minh Huy lại theo đuổi được Trương Phán Phán đương nhiên lạc tú biết sắc mặt dương minh huy không tốt nhất định không phải là bởi vì chuyện này mà là dương minh huy cố ý không nói ra lạc tú cũng hiểu ý không nhắc lại nữa khi lạc tú chuẩn bị xuống xe dương minh huy lại nói chú hai người cất hành lý sau đó cùng ra ngoài tụ tập với bọn cháu một chút nhé lũ trẻ các người tụ tập với nhau thì chú đi làm cái gì ba lạc mỉm cười sau đó vẫy tay với lạc tú rồi lên lầu trước lạc ra đi thôi mọi người đều rất nhớ cậu, biết cậu về nên đã làm một bữa tiệc để tẩy trần cho cậu rồi. Dương Minh Huy vui vẻ cười nói. Trong một quán rượu của thị trấn, Lạc Tú bước vào. Lúc này đã có một người đàn ông và hai phụ nữ đến trước. Người đàn ông rất biết cách ăn mặc, mà hai người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, đặc biệt có một cô gái tuy không đẹp bằng lam thục đoan nhưng xinh hơn trương thục phi nhiều. Người phụ nữ mặc một chiếc quần bò bó sát màu xanh lam, lộ ra cặp đùi thẳng tắp thon thả, cặp mông thẳng tắp, áo tay ngắn màu hồng nhạt, bộ ngực đầy đặn của cô ta vô cùng bắt mắt. Lạc Tú, sao cậu vừa vào đã nhìn chầm chầm vào phán phán thế? Cậu không sợ đêm nay Dương Minh Huy cầm dao chui xuống gầm giường nhà cậu sao? Người đàn ông đứng dậy nói. Mà Dương Minh Huy ở bên cạnh Lạc Tú có chút không tự nhiên, cười gượng một tiếng. Cô gái tên phán phán kia vẫn cúi nhìn điện thoại trong tay mà không trả lời. Lạc Tú khẽ mỉm cười chào. Trương Phán Phán, Lạc Tú nhớ đây là cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm. Hơn nữa Lạc Tú còn nhớ rõ kiếp trước khi anh đến Thông Châu, Dương Minh Huy và Trương Phán Phán không ở bên nhau. Chương 114: Dương nhà tôi vừa to vừa tròn. Dương Minh Huy và Trương Phán Phán đều là bạn từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của Lạc Tú. Lạc Tú sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai động vào họ, đặc biệt là Dương Minh Huy. Có thể nói đây là người bạn tốt nhất của anh nếu lần đó hai người rời đi mà không về thì chắc chắn là mãi mãi không thể về được nữa. cũng giống như lạc tú, gia đình của dương minh huy là một gia đình đơn thân, mẹ của dương minh huy nuôi anh ta cũng không dễ dàng gì. vì vậy dương minh huy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. kiếp trước sau khi lạc tú bị tàn tật rồi biết dương minh huy mất tích, lạc tú chưa từng tìm hiểu kỹ việc này. nhưng ở kiếp này, cho đến hôm nay, lạc tú mở thiên nhãn ra nhìn mới phát hiện việc này chắc chắn có ẩn tình được rồi đừng nhìn nữa cậu thật sự đã nhìn chúng phán phán của tôi rồi sao dương minh huy vỗ vai lạc tú cậu đã có trương thục phi rồi đừng ăn trong bát rồi nhìn ra nổi nhé dương minh huy kéo lạc tú ngồi xuống mà này lạc tú không phải cậu đến thông châu tìm trương thục phi sao sao lại trở về một mình thế này một chàng trai mập mạp bên cạnh nói tên anh ta là trương đào cũng là bạn từ nhỏ của lạc tú nhưng Lạc Tú nhớ Trương Đào sau này làm ăn khá tốt. Sau khi Dương Minh Huy và Trương Phán phán biến mất, Lạc Tú bị tàn tật, Trương Đào đã rời khỏi vòng bạn bè này. Hay có thể nói vào thời điểm đó, vòng bạn bè này đã tiêu tan. Sau này Trương Đào làm ăn phát đạt, anh ta rời khỏi huyện Vĩnh Tế, nghe nói sau này trở thành một ông chủ ngành than, nhưng cũng chưa bao giờ đến thăm Lạc Tú. Thực ra trong vòng tròn bạn bè nhỏ này, trước đó Trương Đào cảm thấy nhà họ là có xưởng sản xuất nên muốn kết thân, sau khi tự phát đạt thì cảm thấy khinh thường mấy người lạc tú. Rời đi rồi sau này cũng không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Khi mọi thứ vẫn tốt đẹp, mọi người sẽ đến xu nịnh và vây quanh bạn. Khi bạn không còn gì cả, ngay cả nhìn người ta cũng chẳng thèm. Cuộc đời là như vậy, lòng người dễ thay đổi hơn bất kỳ thứ gì khác. Chia tay rồi, lạc tú trông rất bình tĩnh. Đôi mắt của Trương Đào hiện lên một tia diếu cợt không thể phát hiện, sau đó anh ta nói. Vậy thì chuyến đi này của cậu coi như phí công sao? Trương Đào, cậu ăn nói kiểu gì vậy, sao lại có giọng điệu như đang vui sướng khi người ta gặp khó khăn thế? Cô gái còn lại nói. Hứa Tĩnh là một cô gái cực kỳ lãnh đạm nhưng Lạc Tú lại rất ấn tượng với cô ấy, bởi vì cô ấy là người duy nhất mang theo đồ ăn và tiền đến gặp anh sau khi anh xuống dốc không phanh. Nhưng điều đáng buồn là Hứa Tĩnh không gặp may, Lạc Tú nhớ hình như sau này Hứa Tĩnh gả cho một người thích uống rượu, thường xuyên đánh đập cô ấy có một lần hứa tĩnh bí mật đến gặp lạc tú sau đó bị chồng bắt được hứa tĩnh bị chồng đánh đập và mắng chửi ngay trên phố kể từ đó hứa tĩnh không bao giờ tới nhà anh nữa được rồi là lỗi của tôi tôi tự phạt một ly rượu trương đào cười nói sau đó cầm ly lên uống cạn ở khiếp trước trong mắt trương đào lạc tú không có năng lực gì cả thứ duy nhất anh có là nhà xưởng của ba mình cuối cùng lại vì một người phụ nữ mà không chỉ hủy hoại bản thân mà còn phá hủy cả gia đình của mình Lúc đó Trương Đào đương nhiên rất coi thường Lạc Tú. Có lẽ bây giờ cũng như vậy. Anh ta cười nhạo Lạc Tú và cũng ghen tị với Lạc Tú. Lạc Tú lại vì một người phụ nữ mà bỏ lại ba để đi đến Thông Châu làm công việc thư ký. Anh ta cũng ghen tị vì Lạc Tú có thể tùy hứng như vậy, không giống như anh ta, vừa ăn cơm xong đã phải làm việc. Lạc Tú, không sao, lấy điều kiện của cậu còn sợ không kiếm được vợ sao? Hứa Tĩnh An ủi. Lạc Tú trước đó đều đối xử không mặn không nhạt với Hứa Tính, nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, anh đã thay đổi cách đối xử với Hứa Tính. Anh đã mỉm cười với Hứa Tính, thậm chí còn pha trò. Lạc Tú, thỏ không ăn cỏ gần hang, không phải cậu sau khi chia tay lại có ý với tính tính đó chứ? Dương Minh Huy thản nhiên nói đùa. Cậu đừng như vậy. Cút cút cút, Hứa Tính gượng gạo nói, nhưng trên mặt lại có một tia ửng hồng nhưng lúc này lạc tú lại quay đầu nhìn về phía dương minh huy nói minh huy phán phán nếu hai người gặp phải chuyện gì thì có thể nói với tôi tôi có thể giúp hai người mọi người đều là bạn bè từ bé thì có gì phải ngại có đúng không lạc tú nghiêm túc nói tôi có thể gặp phải chuyện gì chứ hai người bọn họ hiện tại đang sống một cuộc sống thoải mái ngày nào cũng ân ân ái ái sao có thể xảy ra chuyện gì chứ trương đào cũng lên tiếng đúng rồi lạc tú chắc cậu vẫn chưa biết đúng không? Cậu vừa đi không lâu thì thằng nhóc lạc viễn phi đó đã lên chứ sở trưởng rồi. Dương Minh Huy chuyển chủ đề. Mẹ nó, thằng đó mới bao tuổi chứ, còn nhỏ hơn cậu vài tháng, trước kia cứ tầm ngầm tầm ngầm mà cuối cùng lại thành sở trưởng. Dương Minh Huy thở dài. Quả thực việc trở thành sở trưởng của đồn cảnh sát ở độ tuổi đôi mươi như thế này đúng là rất xuất sắc. Phải biết có nhiều người làm cảnh sát cả đời cũng không bao giờ leo lên được mà Lạc Viễn Phi lại có thể làm được, điều này thực sự đáng nể. Nhưng trong mắt Lạc Tú, điều này dường như không có gì đáng để quan tâm. Cái khác không nói, chỉ nói đến việc anh sẽ sớm trở thành trở thành đại tá rồi. Tuy không có nhiều thực quyền nhưng địa vị cũng giống nhau. Hơn nữa có lẽ trong hai ngày này thư thăng chức cũng sẽ được đưa tới. Mặc dù Lạc Tú không hứng thú, nhưng Trương Đào thì ngược lại. Hai, thằng nhóc kia thật sự rất lợi hại, trước đó không nên đắc tội cậu ta mới đúng. Trương Đào ghen tị nói. Được rồi, chẳng lẽ cậu muốn đi nịnh bợ cậu ta sao? Trương 115, đánh anh đấy. Bởi vì Lạc Viễn Phi sắp được thăng chức thành sở trưởng nên gần đây được mời đi uống rượu rất nhiều. Dù sao thì thị trấn cũng chỉ có bằng đấy, nhà ai vừa sinh trẻ nhỏ đều có thể biết nên sẽ có rất nhiều người có cùng ý nghĩ như Trương Đào. Lạc Viễn Phi lúc này đã uống rất nhiều, trên người anh ta nồng nặc mùi rượu anh ta liêu siêu bước đến quán rượu rồi đến chỗ lạc tú nhưng vừa mở miệng đã khiến dương minh huy tức giận người lạc viễn phi vừa trêu chọc là bạn gái của anh ta có người ngang nhiên trêu chọc và làm nhục trương phán phán như vậy dương minh huy làm sao có thể chịu được anh ta đương nhiên sẽ tức giận bỏ đi minh huy viễn phi uống nhiều rồi cậu thông cảm chút trương đào đứng dậy và giữ dương minh huy bọn họ đều ở đó sao lạc viễn phi lảo đảo ngồi xuống sau đó nhìn chằm chằm chương phán phán hồi lâu cuối cùng nhìn sang lạc tú ơ ờ, em họ lạc viễn phi cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của lạc tú ha 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 em họ không phải cậu vì một người phụ nữ mà bỏ nhà đi tới thông châu sao sao đã trở lại rồi lạc viễn phi có thể đã uống quá nhiều nên không thể khống chế được lời nói của mình có phải cậu đã bị con đàn bà kia bỏ rồi không lạc viễn phi lại mở miệng lần này sắc mặt của dương minh huy tối sầm lại hứa tĩnh có chút xấu hổ khuôn mặt của trương phán phán cũng có chút khó coi dù sao thì vừa rồi lạc viễn phi lại dám đùa giỡn cô ta trước mặt mọi người dù là ai thì cũng thấy khó chịu em họ à em họ trước đây nhà tôi nghèo phải dựa vào đồ tiếp tế của nhà cậu để sống tiếp nhưng cậu xem lúc đó tôi nghĩ dựa vào cái gì chứ tại sao khi sinh ra cậu đã sống tốt như vậy nhưng tôi thì khác hiện tại tôi có thể vỗ ngực nói lạc tú là cái rắm bang dương minh huy đứng lên vỗ bàn vừa định mắng thì trương đào liền đứng lên ngăn cản dương minh huy uống nhiều uống nhiều cậu đừng để trong lòng lạc tú dù sao cậu ta cũng là người trong nhà mà trương đào khuyên nhủ người trong nhà mẹ nó ai là người trong nhà với anh ta cậu ta mà cũng xứng làm người nhà của tôi sao lạc viễn phi trực tiếp mắng lạc tú lạnh lùng nhìn lạc viễn phi Hoàn toàn không để Lạc Viễn Phi vào mắt. Tôi sắp làm sở trưởng, công ty của em trai tôi cũng đã thành lập." Lạc Viễn Phi lộ ra vẻ mặt rất tự hào. "Còn Lạc Tú thì sao? Tới Thông Châu để làm một viên chức nho nhỏ sao? Nếu cậu ta ngoan ngoãn ở lại huyện Vĩnh Tế còn có thể dựa vào nhà xưởng của ba cậu ta mà sống, nhưng hiện tại cậu ta đã không thể lọt vào mắt Lạc Viễn Phi tôi nữa rồi." Lạc Viễn Phi chế nhạo một tiếng. "Đúng rồi, còn chưa nói cho cậu biết Ba cậu vì để cho cậu tiêu xài đã mượn gần 50 vạn của bọn vay nặng lãi và thế chấp nhà xưởng đi, nhà các người sắp phá sản rồi, cậu sắp trở thành kẻ nghèo khó rồi cậu có biết không?" Lạc Viễn Phi hả hê nói. "Lạc Tú, cậu ta say rồi, đừng để bụng. Say rượu cái quái gì, ba cậu ta còn đi mượn tiền nhà cô Hai, rồi đi mượn tiền khắp nơi, kết quả là mới được mấy ngày cậu ta đã trở về rồi. Không phải là không đi nổi nữa rồi chứ?" Lạc Viễn Phi lại chế nhạo. Lạc viễn phi, đủ rồi, cho cậu chút mặt mũi mà cậu cậy vào đó làm loạn sao. Dương Minh Huy không chịu được nữa. Mày mắng ai đấy? Mày thử mắng lần nữa xem. Lạc viễn phi vừa mắng vừa chỉ vào mặt Dương Minh Huy. Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không? À, ông đây sắp trở thành sở trưởng rồi. Mày có tin nếu mày dám mắng thêm câu nữa tao gọi người đến bắt mày ngay tại chỗ không? Lạc viễn phi vỗ còng tay xuống bàn. Dương Minh Huy không chịu nổi nữa, định cầm chai rượu qua đó đánh anh ta. Nhưng anh ta lại bị Trương Đào ôm lại. Các người là cái thá gì chứ? Đáng để tôi phí lời sao?" Lạc Viễn phi chỉ vào mấy người Lạc Tú. "Có tin tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ bắt tất cả các người lại ngay lập tức không? Lại còn dám mắng tôi." "Cậu ta say rồi, mọi người nhẫn nhịn chút." Lúc này Trương Đào vẫn đang khuyên mọi người. "Trương Đào, rốt cuộc cậu đứng về phía nào? Cậu muốn giúp ai?" dương minh huy hất tay trương đào ra tôi giúp ai chẳng lẽ mọi người không thấy sao tôi đang giúp mấy người anh phi sắp lên làm sở trưởng rồi các người có thể đắc tội nổi sao trương đào dường như có chút tức giận nếu hôm nay cậu đánh anh phi tức là tấn công cảnh sát cậu có biết đây là tội lớn như thế không cậu có biết tội này sẽ bị ngồi tù không nếu tôi không ngăn cản cậu đã phải vào tù từ lâu rồi trương đào khinh thường liếc nhìn dương minh huy nhưng nói thế nào thì cũng thấy anh ta đang tâng bốc lạc viễn phi một đám người mà không có ai hiểu chuyện bằng trương đào trương đào một người hiểu chuyện như cậu sao lại chơi với đám này chứ cậu đúng là nhân tài không được trọng dụng lạc viễn phi vỗ vai trương đào nói còn dương minh huy thì có vẻ như đã sợ hãi trực tiếp ngồi xuống đúng vậy nào tôi mới anh phi một ly coi như để bồi tội mọi người đều cùng nhau lớn lên ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp anh Phi sẽ không so đo với chúng tôi có đúng không? Trương Đào rót cho hứa tính, Trương Phán Phán sau đó là Dương Minh Huy. Chỉ đến khi anh ta định rót cho Lạc Tú, Lạc Tú cong ngón tay búng một cái, ly rượu văng ra ngoài rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Lạc Tú, ý cậu là gì? Trương Đào để tay giữa không chung. Trương Đào, mượn tay chúng tôi để mời Lạc Viễn Phi, sau đó khen ngợi Lạc Viễn Phi, cậu là người nịnh bợ như vậy sao? Lạc Tú lạnh lùng nói có gì mà nịnh bợ trương đào cao mày sau đó đứng thẳng người lạc tú không phải tôi có ý gì đâu nhưng các người đều là người nhà họ lạc điều kiện trước đó của cậu còn tốt hơn anh phi trăm lần nhưng cậu nhìn cậu bây giờ xem tôi không biết cậu còn làm việc ở thông châu không cho dù có làm thì cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường nhìn anh phi đi người ta sắp lên trước cao rồi khoảng cách giữa các người quá lớn audio điện tử võ tấn bền chương 116, nực cười đánh anh thì làm sao? Đúng vậy, đánh lạc viễn phi thì làm sao? Tao là cảnh sát, mày lại dám tấn công cảnh sát ư? Lạc viễn phi bị tắt hai cái đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng lạc tú không trả lời mà trực tiếp đá vào bụng lạc viễn phi, khiến anh ta bay ra khỏi cửa hàng rồi ngã ra đường. Sau đó lạc tú đi ra. Anh giơ chân lên rồi đá lạc viễn phi thêm một lần nữa. Hành hung cảnh sát ư, tội lớn thật. Lạc Viễn Phi, anh đúng là rất oai phong. Bây giờ thì sao? Tôi là em họ của anh, giáo huấn anh chút thì đã làm sao? Tôi là a em họ của anh, tôi không thể đánh anh sao? Mỗi lần nói một câu, Lạc Tú lại đá Lạc Viễn Phi một cái khiến Lạc Viễn Phi choáng váng. Nơi này vốn chỉ là một huyện nhỏ, đường phố cũng không lớn lắm, mà người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc chỗ này đã bị vây quanh. Lần này Lạc Viễn Phi không thể nhịn được nữa bởi vì mọi người đã bắt đầu nghị luận đó không phải là lạc viễn phi sao đúng vậy kia là lạc tú em họ của anh ta tại sao bọn họ lại đánh nhau ôi đánh cũng quá tàn nhẫn rồi hay là chúng ta đến can ngăn đi người ta là người một nhà có lẽ là do việc trong nhà nên mới đánh nhau chúng ta đi can ngăn thì không thích hợp lắm có rất nhiều người đến vây xem nhưng không một ai đứng ra ngăn cản lạc tú đánh người lạc viễn phi tức giận dù sao thì anh ta cũng sắp trở thành sở trưởng sở cảnh sát mà ở trên đường lại bị người khác đánh thế này là sao nếu để chuyện này truyền ra ngoài danh tiếng của anh ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại nhưng lạc tú vô cùng tàn nhẫn mỗi lần đánh đều khiến lạc viễn phi không có sức để đứng lên lạc viễn phi vô cùng phiền muộn anh ta ít nhiều cũng đã học võ nhưng có lẽ dù có không uống nhiều thì cũng không phải là đối thủ của lạc tú nhưng nếu cứ để lạc tú đánh như vậy thì anh ta sẽ chết mất được rồi lạc tú bỏ đi đừng làm lớn chuyện dương minh huy đi ra thuyết phục lạc tú ra tay rất tàn nhẫn mọi người sợ lạc tú sẽ khiến lạc viễn phi xảy ra chuyện gì đó chỉ là tất cả mọi người đều không biết rằng lạc tú đã nương tay rồi nếu không thì cái tát thứ nhất đã khiến anh ta đi xuống địa ngục chứ không phải ngã ra mặt đất dương minh huy nói xong thì lạc tú cũng dừng lại nhớ kỹ tôi mãi mãi là em họ của anh nói xong lạc tú quay người đi trở lại quán rượu Trương Đào lúc này nhanh chóng đến đỡ Lạc Viễn Phi, sau đó hai người rời đi. Nhìn thấy Trương Đào rời đi, Hứa Tĩnh mở miệng nói: "Đào tử, hai, bỏ đi, mỗi người đều có chí hướng riêng, cậu ta giờ đã khinh thường chúng ta, nếu sau này cậu ta muốn chơi cùng Sở trưởng thì chúng ta cũng không thể cưỡng cầu." Lạc Tú thản nhiên nói, giọng điệu không hề có chút không thoải mái nào do vừa đánh người xong. Lạc Tú hôm nay cậu ra tay mạnh như vậy sau này trở về giải thích với chú như thế nào đây còn tên lạc viễn phi này nữa chắc chắn nó sẽ không bỏ qua đâu dương minh huy lo lắng nói không sao đâu lạc tú xua tay không quan tâm chút nào vừa mới nói xong câu này thì ba lạc gọi điện thoại tới thằng nhóc thối hôm nay đừng đi chơi về muộn quá về nhà sớm đi hôm nay bác cả và cô hai của con tới nhà chúng ta ăn cơm đấy lời nói của ba lạc rất lớn mọi người lại ngồi gần nhau nên ai cũng nghe thấy lúc này mọi người hơi lúng túng có lẽ ba lạc tú chưa biết chuyện lạc tú vừa đánh lạc viễn phi không sao đâu lạc tú vẫn rất bình tĩnh đánh thì đánh nếu tối nay nhà bác cả dám làm cho anh tức giận thì đánh thêm lần nữa có sao đâu anh không có ấn tượng tốt về bác cả của mình và hai anh em lạc viễn phi giống như chó vậy nếu bạn cho nó ăn vài lần lần sau nó nhìn thấy bạn sẽ biết ơn và vẫy đuôi nhưng hai anh em lạc viễn phi còn không bằng một con chó bỏ đi thật là xui xẻo không ngờ ăn một bữa cơm mà cũng gặp phải chuyện đáng chết như vậy dương minh huy có chút không vui nhưng chẳng mấy chốc sau vài ly rượu ai cũng quên bẵng đi đến lúc giải tán lạc tú lại nói phán phán minh huy đợi một chút tôi có chuyện muốn nói với hai người lúc lạc tú nói câu này trương phán phán còn bình thường nhưng dương minh huy có chút không được tự nhiên nhưng trên mặt anh ta cũng không thể hiện cái gì lạc tú cố ý vỗ vai dương minh huy ba lần sau khi hai người kia rời đi chỉ còn lại lạc tú dương minh huy và trương phán phán nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra lạc tú đưa cho dương minh huy một điếu thuốc tôi nói chứ lạc tú hai chúng tôi sắp kết hôn thì có thể xảy ra chuyện gì chứ dương minh huy vẫn định giấu giếm được rồi lạc tú tôi còn có việc phải làm đi trước đây dương minh huy ra hiệu sau đó định rời đi vậy tôi nói chuyện với phán phán thêm một chút lạc tú nói dương minh huy muốn mở miệng nói gì đó nhưng dù sao lạc tú cũng là người bạn tốt nhất của anh ta nên anh làm như vậy cũng không quá đáng vì vậy sau khi đưa mắt nhìn trương phán phán dương minh huy đã rời đi trước sau khi dương minh huy đi lạc tú nhìn trương phán phán có chuyện gì thì có thể nói với tôi tôi có thể giúp hai người lạc tú lại nói Tôi và Minh Huy đúng là có gặp một vài chuyện, nhưng cậu không thể giúp được chúng tôi đâu. Trương Phán Phán thấp giọng nói. Tôi nói có thể giúp thì nhất định có thể giúp. Có thể giúp ư, Trương Phán Phán cười khẩy một tiếng, sau đó lắc đầu. Chuyện mà cô ta và Dương Minh Huy gặp phải đừng nói là lạc tú, ngay cả cảnh sát cũng không giúp được. Bởi vì những gì họ đã gặp phải là sức mạnh vượt ra ngoài thế giới, là người tu pháp trong truyền thuyết. Làm thế nào để giúp đây? Ai có thể giúp được bọn họ chứ? Sức mạnh thần bí của người tu pháp có thể giết người trong nháy mắt, cô ta và Dương Minh Huy cũng đã từng chống lại. Nhưng kết quả thì sao? Căn bản là không có tác dụng gì cả. Lạc Tú thì có thể giúp được gì đây? Lạc Tú, thành thật mà nói, tôi cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến tôi, cũng thay Minh Huy cảm ơn cậu. Nhưng thành thật mà nói, cậu cứ lo cho bản thân mình trước đã. Đừng nói đến việc cậu chỉ là một người bình thường. Dù cậu là một người giàu nhất vùng hay nhân viên công chức hoặc đại ca nổi danh một phương thì. Chương 117, hạ bệ. Lúc Lạc Tú mở cửa vào, căn phòng đã chật cứng người, ba Lạc đang ở trong bếp bận bịu. "Ơ, ờ, tiểu Lạc về rồi." Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đứng lên nói. Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề và thắt cà vạt màu đỏ, trông đặc biệt chói mắt. Đây là bác cả của Lạc Tú, Lạc đại phú Đôi mắt vốn đã nhỏ của Lạc Đại Phú lúc này càng nhỏ hơn khi ông ta cười, ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy người này rất gian trá. Ngoài ra còn có con trai út của Lạc Đại Phú, Lạc Minh Thư, Lạc Minh Thư mặc một bộ đồ đen, nhưng đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái trên cổ. Lạc Tú không nói nên lời, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc lòe loẹ loẹt, có vẻ khoảng 30 tuổi, hình như là bạn gái của Lạc Minh Thư, nhưng Lạc Tú vừa nhìn đã biết người phụ nữ này đến từ những nơi ăn chơi những người còn lại đều là người thân của cô hai của lạc tú có bảy tám người đang tự mình nhấm nháp hạt dưa và uống trà hoàn toàn không để ý đến lạc tú thế nào rồi tiểu lạc lạc đại phú đứng dậy hỏi đồng thời cố ý chỉnh lại ca vạt sau đó cố ý lắc chiếc đồng hồ trên cổ tay trước mặt lạc tú thế nào là thế nào lạc tú cau mày nhưng vì ba anh ở đây nên vẫn trả lời công việc của cháu ở thông châu thế nào rồi trên thực tế lạc đại phú cố tình hỏi điều này cả nhà họ lạc đều biết lạc tú đến thông châu để làm một nhân viên nhỏ bây giờ lạc đại phú cố ý hỏi như vậy là để hạ bệ lạc tú khiến anh xấu hổ rồi khoe khoang bản thân mình không tốt lắm toàn làm những chuyện nhỏ nhặt lạc tú trả lời không sao đâu tiểu lạc tuổi trẻ nên kích động vài lần nếu không sẽ lãng phí tuổi trẻ nhưng nói đi cũng phải nói lại cháu cũng không còn nhỏ nữa bác cả là người từng trải đáng nhẽ cũng không định nói cháu nhưng mọi người đều là người một nhà bác làm như vậy cũng là muốn tốt cho cháu cháu đừng để trong lòng cháu xem cháu bây giờ thế nào cũng đã tốt nghiệp đại học một thời gian rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định hay là cháu đi theo viễn phi đi bây giờ nó đã sắp trở thành sở trưởng rồi đến lúc đó cháu muốn thăng chức hay thế nào không phải rất dễ dàng sao lạc đại phú muốn lạc tú đi theo lạc viễn phi cảm ơn tôi không nghĩ tới chuyện này lạc tú trực tiếp từ chối hay là cháu làm cùng anh họ lạc minh thư của cháu đi thật ra bây giờ nó cũng không phải thành công lắm công ty của nó mỗi tháng cũng chỉ kiếm được vài chục vạn thôi lúc nói câu này cô hai của lạc tú cũng nói theo anh cả sao anh không để con gái của em đến làm tiểu tuệ không phải vẫn chưa tốt nghiệp đại học sao đừng lo sau này anh sẽ thu xếp cho nó cô con gái của cô hai là tiểu tuệ nhìn thấy lạc tú thì nói anh lạc lần này anh về có mang quà cho em không Lúc nãy Lạc Tú vào cửa cô ta cũng không chào hỏi, nhưng lúc này lại đòi quà. Hơn nữa Lạc Tú cũng không thích gia đình cô hai của mình, kiếp trước sau khi Lạc Tú bị tàn tật, mặc dù không chê bai anh như gia đình bác cả, nhưng cô hai cũng không quan tâm đến ba Lạc. Lúc ba Lạc đến vay tiền cũng không hề cho, ngay cả số tiền trước đó nợ ba Lạc cũng không trả lại. Không có, Lạc Tú rất lãnh đạm, kiếp trước anh không hiểu nhưng sau khi sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn cạnh bãi rác, lạc tú đã hoàn toàn nhìn thấu sự lạnh lùng của lòng người anh lạc anh thật keo kiệt anh minh thư còn tặng em một chiếc túi lv nói xong con gái nhà cô hai lấy chiếc túi ra khoe nhưng lạc tú nhìn lướt qua thì biết đó là hàng giả tiểu tuệ đừng ngắt lời bác tiểu lạc cháu cứ suy nghĩ xem có muốn thành lập công ty với anh họ của mình không hiện tại cháu cũng có một cái nhà xưởng câu nói của lạc đại phú rất rõ ràng ông ta có ý với nhà xưởng của lạc tú mặc dù nó nằm ngoài thành phố nhưng bây giờ phải xây lại vì chỗ đất đó đã được chính phủ nhìn chúng, chắc chắn sẽ phải phá bỏ và rời đi. Theo quy mô và diện tích của nhà xưởng, nếu nó bị phá bỏ, chính phủ sẽ trợ cấp cho Lạc Tú ít nhất là 500 đến 800 vạn nhân dân tệ. Nghe Lạc Đại Phú nói xong thì Lạc Tú mới nhớ đến chuyện này. Ở khiếp trước, ba Lạc đã vay nặng lãi để đưa tiền cho Lạc Tú, sau đó vì vay nặng lãi nên lãi suất rất cao, Lúc này Lạc Đại Phú đã chủ động đứng ra và nói rằng ông ta sẽ giúp Ba Lạc trả tiền. Nhưng ông ta lại đưa ra một điều kiện, yêu cầu Ba Lạc phải chia cho ông ta một nửa vốn cổ phần trong nhà xưởng, lúc đó Ba Lạc không hề biết nên còn tin Lạc Đại Phú. Sau này Lạc Tú bị tàn phế, Ba Lạc định bán nhà xưởng để chữa bệnh cho Lạc Tú nhưng Lạc Đại Phú không đồng ý, dù sao thì một nửa cổ phần của nhà xưởng cũng là của Lạc Đại Phú. Lạc đại phú đề nghị đưa cho Ba Lạc 53 vạn nhân dân tệ và nhà xưởng sẽ hoàn toàn thuộc về ông ta. Lúc đó, Ba Lạc thực sự rất cần tiền nên ông không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Cứ như vậy, Lạc đại phú cuối cùng đã có một nhà xưởng hàng trăm vạn với giá 53 vạn nhân dân tệ. Sau đó, sau khi chính phủ thu mua lại nơi này đã trả ông ta hơn 700 vạn nhân dân tệ. Lạc Tú trước đây không biết nhưng bây giờ còn không biết nữa thì đúng là uổng công sống lại rõ ràng là do lạc viễn phi nói nên lạc đại phú mới biết trước một số thông tin nội bộ đó là lý do tại sao họ muốn hạ bệ ba lạc hơn nữa lúc này lạc tú còn nghi ngờ rằng người đã cho ba lạc vay nặng lãi có thể là người mà gia đình lạc đại phú sắp xếp có lẽ toàn bộ sự việc là một âm mưu hoàn chỉnh nghĩ đến đây lạc tú cười khẩy tất cả những gì anh đã mất ở kiếp trước kiếp này anh sẽ lấy lại dù mấy trăm vạn hay cái nhà xưởng đó không khiến lạc tú để tâm vì dù sao anh vì tay bán một căn nhà đi cũng đã kiếm được hàng ngàn vạn. Nhưng nhà xưởng đó là công sức cả đời của ba anh, sao Lạc Tú có thể chịu đựng được việc để nó bị cướp đi như thế này? chương 118, xa xỉ. Lạc Minh Thư kết thúc cuộc điện thoại, đôi mắt của anh ta ra lộ ra vẻ chờ mong. Lạc Tú thực sự đã đoán đúng, mấy người Lạc Minh Thư đã biết khu đất sẽ bị thu mua. Lúc đó tình cờ nghe tin ba Lạc muốn vay tiền nên sắp xếp người cho ba Lạc vay. Sang một cái bẫy cho Ba Lạc. Chỉ cần có thể cướp được mảnh đất kia thì sau này chắc chắn sẽ kiếm lại được rất nhiều tiền. Nhưng mấy người Lạc Minh thư nhất định sẽ không thể thành công. Ba Lạc bưng thức ăn lên bàn, nhưng một đám người cứ ngồi yên chờ đợi, ngay cả bát đũa không biết đi lấy. Điều này khiến Lạc Tú gần như điên lên, nhưng Ba Lạc đã ngăn Lạc Tú lại. Sau đó Lạc Minh thư đi vào, ẩn ý liếc nhìn Lạc đại phú có lẽ là muốn nói cho ông ta biết mình đã xử lý xong mọi chuyện. Em ba, hay là em bán nhà xưởng đó đi rồi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cả đời bận rộn cũng đã đến lúc nghỉ ngơi hưởng phúc rồi, bây giờ thịnh hành việc đi du lịch khắp nơi, thế giới lớn như vậy, em cũng nên đi một chút cho khuây khỏa. Lạc Đại Phú nói chuyện. Hai, đó là tâm huyết của em, giống như con của em vậy, em không thể bỏ nó. Ba Lạc nói thật, hơn nữa ba Lạc là một người theo chủ nghĩa hiện thực, không thích làm những việc như đi du lịch gì đó. Ba Lạc thấy Lạc Đại Phú nói như vậy cũng nghĩ rằng Lạc Đại Phú đang nghĩ cho mình. Nói đến đây thì bác cũng phải nói thêm vài câu, tiểu Lạc, cháu bây giờ cũng nên phấn đấu một chút, mua một căn nhà ở trong thành phố, sau đó dẫn em ba đến đó hưởng phúc đi. Lạc Đại Phú cố gắng khuyên nhủ. Đúng rồi ba, đây là điện thoại di động con mới mua cho ba nhưng quên mất chưa đưa. Lúc này Lạc Minh Thư lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho lạc đại phú lạc đại phú cầm điện thoại bằng cả hai tay trên mặt ông ta tràn đầy niềm vui qua wow, là hãng apple mới ra mắt muốn mua cũng rất khó đấy con gái nhà cô hai ghen tị nói không khó lắm cũng chỉ hơn một vạn mà thôi lạc minh thư nói một cách đắc ý những người trên bàn ăn đều kinh ngạc mua một chiếc điện thoại di động cũng phải tốn một vạn tệ đối với nhiều người thì đây là một điều xa xỉ hơn nữa khi điện thoại lần đầu tiên ra mắt Mọi người sẽ tranh giành nhau nên chắc chắn giá sẽ đắt hơn nhiều. Cái thằng này, dù bây giờ giàu có cũng không được tiêu hoang phí như thế này chứ." Lạc đại phú ra vẻ nói. "Mà tiểu Lạc này, cháu cũng nên đổi điện thoại cho ba mình đi chứ." Lạc đại phú lại bắt bẻ. Rõ ràng là ông ta muốn hạ bệ Lạc Tú trước mặt mọi người rồi tâm bốc con trai của mình lên. "Nó đã đổi điện thoại cho em rồi, anh nhìn này, em rất thích cái này." Ba Lạc lấy ra chiếc điện thoại di động Lam Thục Đoan mua cho mình ra. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động trong tay Ba Lạc, vẻ mặt Lạc Đại Phú tỏ vẻ khinh thường. Bác nói chứ Tiểu Lạc, cháu cũng thật là, ba cháu vất vả nuôi cháu khôn lớn mà sao cháu lại tiếc của như vậy chứ? Đã là thời nào rồi mà lại mua cái máy như thế này cho em ba, bây giờ đang thịnh hành dùng điện thoại cảm ứng đấy. Lạc Đại Phú hơi châm chọc nói. Quả thực chiếc điện thoại di động trong tay ba lạc trông hơi bẩn, lời này khiến người ta xấu hổ, bầu không khí đột nhiên có chút không thích hợp. Cho dù ba Lạc có không để ý đến đâu thì bị nói như vậy vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Hơn nữa ông cảm thấy có chút tự trách, Lạc Tú trước đó đưa cho ông một cái điện thoại di động mới nhưng ông lại nói không cần. Kết quả là bây giờ lại khiến Lạc Tú mất mặt. Mà lúc này Lạc Minh thư lại nhìn Lạc Tú bằng vẻ mặt khinh thường, vui sướng khi thấy người khác gặp họa, một số họ hàng cũng khinh thường nhìn Lạc Tú. Dù sao thì thời đại này mà mua cho ba mình một chiếc điện thoại bấm có giá một hai trăm tệ này cũng khiến người khác cảm thấy rất keo kiệt. Anh nói chứ Lạc Tú, không phải em lấy cái điện thoại được tặng kèm cho chú ba đấy chứ. Lạc Minh Thư châm chọc nói. Anh ta ở chỗ này mới đưa điện thoại cho Lạc Đại Phú chính là vì muốn khoe khoang rồi tiện thể làm bẽ mặt Lạc Tú. Nếu không thì tại sao lại phải tặng trước mặt mọi người và Lạc Tú chứ? Lạc Tú lúc này vẫn chưa nói gì, bình tĩnh ăn đồ ăn của mình chỉ có riêng một người đứng lên chú ba chú có thể cho cháu xem điện thoại di động của chú được không tiểu tuệ con gái của cô hai đột nhiên tò mò nhìn vào điện thoại di động của ba lạc ba lạc cũng không để ý lắm thuận tay đưa điện thoại cho cô ta con gái cô hai cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng càng nhìn càng hưng phấn thậm chí hai mắt còn sáng lên vì phấn khích sao vậy tiểu tuệ một cái điện thoại bấm thôi mà có gì hay để xem chứ nếu em thích thì sau này anh tặng cho em lạc minh thư khinh thường nói là anh tự nói đó nhé anh minh thư đôi mắt tiểu tuệ lóe lên sự phấn khích em còn không tin anh sao anh em keo kiệt như thế sao cái điện thoại này em muốn bao nhiêu cái thì anh sẽ mua bấy nhiêu cái cho em lạc minh thư nói xong còn cố ý liếc nhìn lạc tú anh minh thư là anh tự nói đấy sau này không được lật lọng tiểu tuệ nhấn mạnh một lần nữa yên tâm Trước mặt rất nhiều người như vậy, anh sẽ không lật lọng. Lạc Minh thư thề. Lúc này Lạc đại phú cũng lên tiếng, đứa nhóc ngốc nghếch này, anh trai Minh thư của cháu đã nói như vậy mà cháu còn không tin, nếu nó dám nói dối cháu thì bác sẽ đánh nó. Hơn nữa nếu nó không mua cho cháu thì bác sẽ mua cho cháu, chút tiền đó bác vẫn có. Được, mọi người giữ lời đó." Tiểu Tuệ vui vẻ cười nói, giọng điệu không hề có chút đổi ý. "Anh nói chứ Tiểu Tuệ chiếc điện thoại này có gì tốt mà em thích nó thế? Lạc Minh Thư lúc này mới thuận miệng hỏi một câu. Anh Minh Thư, có lẽ anh không biết cái điện thoại này, nó tên là Rito, cái em đang cầm trong tay là dòng mới nhất, có giá hơn 20 vạn. Phụt, khụ khụ khụ, Lạc Đại Phú đột nhiên bị sặc. Mà sắc mặt của Lạc Minh Thư lúc này cũng thay đổi, cả người cứng đờ. Điện thoại di động rẻ này giá 20 vạn ư. Cả phòng đầy người trừ Lạc Tú ra, ngay cả ba lạc cũng không biết chiếc điện thoại di động khiêm tốn này thực sự có giá 20 vạn tệ. Ba lạc sướng sờ. Đúng vậy, đây là hàng cao cấp, ít người sử dụng, ở trường em chỉ có những phú nhị đại mới sử dụng cái này. Câu nói này khiến không khí trong phòng đột nhiên cứng lại. Lạc Minh Thư lập tức đỏ mặt xấu hổ, và lạc đại phú cũng vậy. Vừa rồi hai người bọn họ còn chế nhạo lạc tú và ba lạc, nhưng lúc này lại biết hóa ra người ta mua máy có giá gấp mình những 20 lần, chương 119, họ hàng. Lúc tiểu tuệ nói ra câu này, toàn bộ bàn ăn lại im lặng. Sở dĩ ba con Lạc Đại Phú và Lạc Minh Thư nói câu đó là vì để khiến cho Lạc Tú mất mặt. Chiếc điện thoại mà Lạc Minh Thư đưa cho Lạc Đại Phú chỉ có giá là một vạn tệ. Anh ta nghĩ mình có thể làm Lạc Tú mất thể diện nhưng không ngờ lại bị phản công. Vừa rồi còn chế nhạo điện thoại của người ta không đáng tiền, nói là đồ tặng kèm, nhưng hóa ra là do mình ngu si thiếu hiểu biết nếu cái điện thoại này mà là đồ tặng kèm thì đồ khiến nó có thể tặng kèm ít nhất cũng phải trị giá hơn mấy trăm vạn. Hơn nữa vừa rồi hai người họ hứa sẽ mua nó cho Tiểu Tuệ là vì nghĩ rằng chiếc điện thoại này nhiều nhất chỉ có một hoặc hai trăm tệ. Ai biết chiếc điện thoại này lại hơn hai mươi vạn tệ chứ? Đua à, đừng nói đến việc bọn họ tiếc tiền, cho dù không tiếc thì cũng sẽ không mua. Bởi vì mua một chiếc điện thoại di động có giá hơn 20 vạn tệ thực sự là một điều quá xa xỉ, không phải là chuyện mà những người như họ có thể làm được. Hơn nữa ba con bọn họ cũng không hào phóng như vậy. Anh Minh Thư, bác cả, không phải hai người sẽ lật lọng đấy chứ? Dù Tiểu Tuệ đã học đại học nhưng đầu óc vẫn hơi ngu ngốc. Cô ta không nhìn ra tình cảnh hiện tại của hai ba con Lạc Minh Thư. Đúng vậy, bác cả, vừa rồi bác đã hứa rồi đó cuối cùng lạc tú cũng đặt đũa xuống và nói những lời này khiến mặt lạc đại phú đỏ bừng mặt khác lạc minh thư đang cúi đầu xuống ăn giả vờ như không nghe thấy em không biết đâu anh minh thư bác cả hai người vừa hứa trước mặt mọi người mà tiểu tuệ không chịu bỏ qua minh thư anh sẽ không lật lỏng với chị ấy đấy chứ lạc tú lúc này đổ thêm dầu vào lửa lạc tú cậu lạc minh thư xấu hổ không thôi nhưng vẫn tức giận được rồi Tiểu Tuệ ăn đi, mấy lời này chỉ nghe thôi là được rồi. Lúc này cô hai nói: Lạc Minh Thư muốn tự tát mình hai cái, đang yên đang lành lại nói như thế làm gì chứ? Hiện tại thì hay rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Nhưng Lạc Minh Thư cũng rất oán hận Lạc Tú, bởi vì tất cả những điều này xảy ra là do Lạc Tú. Để ông đây xem lát nữa mày còn đắc ý được không? Đám người kia tới thì để xem mày đẹp mặt thế nào. Khụ khụ. Nói chuyện chính đi, mấy ngày nữa là tế tổ, đến lúc đó mọi người tụ tập đông đủ nhé, bởi vì ngày đó tình cờ là ngày viễn phi thăng chức sở trường. Lạc Đại Phú đã chuyển chủ đề vào lúc này để giảm bớt sự bối rối. Khi nói về chủ đề này, Lạc Đại Phú dường như đã lấy lại được sự tự tin của mình. Ha ha, anh cả, chúc mừng. Cô Hai cười nói, thật ra quan hệ giữa cô Hai và Lạc Đại Phú trước đây không tốt lắm. Nhưng kể từ khi nhà Lạc Đại Phú phát triển, bà ta liền đến nịnh bợ. Trước kia cô hai và ba lạc rất thân thiết, nhưng bây giờ lại cố tình làm như không thân. Cũng không có gì, chỉ là sở trưởng mà thôi. Lạc đại phú giả vờ khiêm tốn, nhưng nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của ông ta không hề khiêm tốn chút nào. Anh cả sao lại nói như vậy chứ, viễn phi trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, sau này chắc chắc còn bay cao nữa. Nhìn đi, viễn phi còn nhỏ hơn lạc tú vài tháng đấy. Cô hai lấy lạc tú ra để so sánh, Lạc Đại Phú đắc ý khách sáo vài câu với cô hai rồi ẩn ý liếc nhìn bà ta. Cô hai hiểu ra liền đột một nói. Đúng rồi em ba, chuyện này vốn không nên nói nhưng chị nghĩ nên nhân cơ hội này nhắc tới. Lúc trước không phải em hỏi mượn chị hơn 20 vạn sao, đáng tiếc hai ngày nay đúng lúc chị muốn dùng tiền. Cô hai thẳng thắn nói ra. Không khí trên bàn ăn lại lạnh đi. Chị hai, hay là chị cho em thêm vài ngày nữa để em nghĩ cách xoay sở có được không? Ba Lạc lúc này cũng có chút xấu hổ, bởi vì ông không nói chuyện này với Lạc Tú, nếu ông nói chuyện này với Lạc Tú thì tiền sẽ có, nhưng ông quyết định sẽ không xin tiền con trai mình. Nếu không lúc ở nhà hàng làm vỡ ly và yêu cầu ông đền tiền, ông đã không nói đi rút tiền. Trong mắt Ba Lạc, dù Lạc Tú có tốt đến đâu thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Là một người ba, sao ông có thể đi xin tiền của con mình chứ? Cho nên Ba Lạc cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Ba Lạc không nghĩ nhiều, ông nghĩ cô Hai không có ý gì. Thật ra trước đó cô Hai mượn Ba Lạc hơn 30 vạn nhưng không ghi vào sổ sách. Lúc đó Ba Lạc cảm thấy dù sao cũng là chị ruột của mình nên vừa vay vừa cho, không nghĩ đến việc lấy lại. Cho đến lần trước vì phải đưa tiền cho Lạc Tú nên Ba Lạc đến gặp cô Hai để lấy tiền nhưng cảm thấy rất ngại khi mở miệng đòi nợ. Nên ông đã lấy 20 vạn tệ dưới danh nghĩa đi vay. Nếu muốn tính toán cặn kẽ thì thực ra cô Hai vẫn còn nợ Ba Lạc hơn 10 vạn tệ. Nhưng đôi khi con người là như vậy, bạn càng hiền lành thì người khác càng cảm thấy bạn là người dễ bắt nạt. Lạc Tú không biết trước đây ba mình đi vay nặng lãi, nhưng anh biết về việc ba Lạc cho cô Hai vay tiền. Mà Lạc Tú không phải ba Lạc, không cần phải nể mặt bà ta, hơn nữa sau khi trải qua kiếp trước thì Lạc Tú cũng không coi những người này là người thân của mình nữa. Vì vậy lúc này Lạc Tú trầm mặt Đột nhiên anh đập đũa xuống bàn. Ầm, um, các món ăn trên bàn đều nhảy lên. Lạc Tú, cậu làm cái gì vậy? Lạc Minh thư bị nước canh bắn tung tóe lên người. Cô hai, tôi nhớ trước đó cô vay của ba tôi 30 vạn có đúng không? Số lẻ thì tôi không tính nữa. Cái đó sao có thể gọi là vay chứ? Ba cậu là em trai của cô, cho chị gái tiền không phải là điều bình thường sao? Hơn nữa không phải mọi người không biết tình hình gia đình chúng ta. Em ba từng là người giàu nhất, giúp đỡ người chị này không phải là chuyện nên làm sao? Vậy nói như cô, hiện tại làm chị gái như cô giúp em trai của mình không phải là chuyện nên làm sao? Lạc Tú hỏi ngược lại. Chuyện nào ra chuyện đấy, 20 vạn tệ là do ba cháu mượn cô. Cô hai phản bác lại. Ồ, ba tôi cho cô mượn thì là cho, còn cô cho ba tôi thì là vay sao? Lạc Tú chế nhạo. Lạc Tú, tại sao cháu lại xen vào chuyện của người lớn chứ? Lạc đại phú mắng Lạc Tú, "Mọi người, nếu không phải vì ba, tôi sẽ không ngồi ăn cơm với các người." Một đống rác rưởi, Lạc Tú tức giận. Chương 120, đe dọa, "Lão Lạc, mau trả tiền đi." Lúc này ngoài cửa có 5 người đang đứng la lối, đứng đầu là một người đàn ông trông rất dữ tợn, trên cổ có vết sẹo hằn sâu, đầu cạo trọc, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông có cái bụng bự và đeo một cặp kính gọng vàng đôi mắt của anh ta thỉnh thoảng lại lóe lên. Mà mọi người trong phòng trừ lạc đại phú và con trai ông ta cùng lạc tú ra, thì khoảnh khắc những người còn lại nhìn thấy cái đầu chọc kia, biểu cảm của họ đột nhiên thay đổi. Cái đầu hói đó không phải ai khác mà chính là lưu manh nổi tiếng của huyện Vĩnh Tế, Dương Nhị Cầu. Ba năm trước, anh ta đâm chết một người trên đường và làm bị thương một người khác nên bị truy nã, bây giờ vẫn đang là tội phạm bị truy nã, sao anh ta có thể xuất hiện ở đây chứ? đây là một kẻ giết người. Người đàn ông mập mạp đeo kính bên cạnh là viên bàn tử người đã cho ba lạc vay nặng lãi. Viên bàn tử nhếch mép đẩy kính, sau đó nói. Lão lạc, hôm nay ông phải trả tiền đấy. Không phải chúng ta đã bàn là ba tháng sao? Ba lạc hỏi. Khi vay tiền, họ thỏa thuận thời hạn là ba tháng, từ lúc đó tới bây giờ mới bao lâu chứ? Đừng nói với tôi ba tháng gì đó, tôi lo ông hoàn toàn không có tiền trả. Viên bàn tử chế nhạo hôm nay nhà tôi liên hoan, trước mặt nhiều người như vậy, làm thế này có chút không thích hợp lắm thì phải. Ba Lạc Tú cũng hơi tức giận. Dù sao thì ở đây cũng có nhiều người, bọn họ làm thế này khiến ba Lạc mất hết mặt mũi. Nhưng viên bàn tử vẫn diễu cợt, thô lỗ nói. Cảm thấy không thích hợp thì trả tiền đi. Trên thực tế, viên bàn tử là người mà Lạc Đại Phú tìm tới, nếu không ông ta cũng không làm những việc như vậy. Hơn nữa, mang theo dương nhị cầu là có ý định đe dọa ba lạc điều quan trọng nhất đây chính là một cái bẫy cố tình tìm lúc ba lạc không thể kiếm được tiền để đòi hơn nữa lạc đại phú và lạc minh thư lúc nãy nói vài câu đã tiết lộ ra việc ba lạc không có tiền bọn họ chắc chắn sẽ không thu được đồng nào mặc dù vừa rồi hai ba con bọn họ xấu hổ trước mặt mọi người nhưng hiện tại hai người rất sung sướng đầu tiên bọn họ không tin lạc tú có thể làm ra cái gì ở thông châu nếu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể làm nên cái gì ở thông châu thì cũng quá lợi hại rồi. Vậy nên 100 vạn của Lạc Tú chắc hẳn đã bị tiêu xài hoang phí, và nếu không, chắc hẳn chẳng còn lại bao nhiêu. Mà chiếc điện thoại di động mua cho ba Lạc có giá hơn 20 vạn nhân dân tệ. Vì vậy nên hai ba con Lạc Minh thư cảm thấy rất chắc chắn hôm nay ba Lạc sẽ rơi vào bẫy. Lúc này, hai ba con bọn họ ngoài mặt thì bình tĩnh khi nhìn thấy tình huống xấu hổ này nhưng trong lòng lại rất vui hoặc là trả tiền hoặc là thế chấp nhà xưởng cho tôi viên bàn tử lại nói ông cũng là người mà mọi người ở huyện vĩnh tế đều biết chắc sẽ không quyệt nợ đúng không câu này khiến ba lạc nghẹt thở quả thực dù thế nào đi nữa thì cũng là ông nợ tiền người khác được rồi viên bàn tử đừng nói nữa như vậy đi để tôi giúp em ba trả tiền lúc này lạc đại phú đứng lên nói bởi vì bây giờ đã đến lúc ông ta lên sân khấu diễn xuất của Lạc Đại Phú rất tốt, những gì ông ta nói vô cùng chính đáng, khiến mọi người đều thực sự nghĩ Lạc Đại Phú yêu thương anh em của mình. Nhưng thực chất đó chỉ là để răng bẫy Ba Lạc. Sau khi nghe Lạc Đại Phú nói, Ba Lạc lập tức mở miệng nói. Anh cả, để em tự trả. Đều là người một nhà, sao em lại khách khí như vậy chứ? Hơn nữa lúc nhà anh nghèo đến mức không mua được gạo, em đã tặng đồ cho nhà anh, lúc này em lại không coi anh là anh em à? lời nói của lạc đại phú khá cảm động nếu không phải đã biết trước mọi chuyện lạc tú sẽ nghĩ lời nói của lạc đại phú thực sự xuất phát từ đáy lòng nhưng lúc này giọng điệu của lạc đại phú lại đột ngột thay đổi nhưng em ba như em biết đấy bản thân anh cũng không có nhiều tiền số tiền này là tiền mà anh định mua nhà cưới vợ cho minh thư không được anh cả không thể được ba lạc vội vàng xua tay em nghe anh nói xong đã anh giúp em trả trước nếu em cảm thấy băn khoăn thì đưa một nửa cổ phần của nhà xưởng cho minh thư là được lạc đại phú nói ra mục đích thực sự của mình như vậy thì tiền vẫn còn mà việc kinh doanh buôn bán của minh thư cũng được thuận lợi cả hai bên đều có lợi lạc đại phú khuyên nhưng ba lạc lại do dự không phải vì ông tiếc một nửa số cổ phần mà vì số tiền này ông định để tổ chức hôn lễ cho con ông ba lạc vẫn nghĩ lạc đại phú thực sự muốn trả tiền cho ông lão lạc không phải ông định quyệt nợ đấy chứ Viên bàn tử lúc này nhắc nhở một lần nữa. Xét cho cùng, huyện này không lớn, hầu như mọi người đều quen biết nhau. Nếu để việc này truyền ra ngoài, chắc chắn ông sẽ bị cười nhạo. Hai, vậy được rồi, Ba Lạc thở dài. Khi Lạc Minh Thư và Lạc Đại Phú tưởng âm mưu đã thành công, khóe miệng họ thoáng qua một tia chế nhạo. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đã ngăn Ba Lạc lại. "Không cần, chúng tôi sẽ tự mình trả lại tiền." Lạc Tú cười nói. Tiểu Lạc, đây không phải là lúc để hành động theo cảm tính. Hơn nữa Tiểu Lạc à, cháu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Lạc đại phú ở bên cạnh khuyên nhủ. Lạc Minh thư ở một bên chế nhạo. Được rồi, ba, cứ để em họ tự trả tiền đi, đừng để người khác tưởng chúng ta mới là người cần bọn họ giúp đỡ. Sở dĩ Lạc Minh thư dám nói ra điều này là anh ta biết chắc rằng Lạc Tú và ba phụ không còn tiền. Tôi nói rồi, chúng tôi sẽ tự trả lại. Được rồi, ba con chúng tôi sẽ không tham dự vào chuyện này nữa. Lúc này Lạc Minh Thư chế nhạo. Anh ta muốn xem Lạc Tú hoàn trả số tiền như thế nào. Được, vậy lấy tiền ra đây đi. Viên bàn tử cười nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 120.